Trường Ngọc Trang. Năm thị tịnh dự pháp từ. Được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lạnh rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tịch rõ ràng, thịnh hoài thiết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri viễn toàn. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông ạ. Dạ con kính thỉnh ngài thử mít ạ. Con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Bà Vá Tô Và Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bà Gà Vá Tô Và Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bà Gà Vá Tô Và Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tà Gia Kinh Bạch Chư Thầu Mẹ Giả Kinh Thưa Chư Cận Sinh Nam Cận Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Tà Gia. Dạ thưa chúng con nghe tiếng ngài rất là rõ ạ. Dạ kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì thì đặt câu hỏi hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị. Dạ kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Xin mời mấy anh chị có câu hỏi gì không ạ? Trực tiếp giơ tay hỏi ngài ạ. Hay là đặt câu hỏi. Thấy em như hết, không ai có câu hỏi gì hết, không có quý vị nào có câu hỏi gì hỏi ngài hết. Xin mời đạo tràng với anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ thưa bạch ngài, con xin hỏi cái chữ quá thú trong Bình Nhá Kia Vi Giá quá thú và dạ, được định nghĩa như thế nào bạch ngài? Dạ con xin nhân mức đến ngài. Dạ kinh bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị, chư quá thú là một trong những cái chữ rất nhiều nghĩa trong trong kinh điển. Cái chữ buồn giá kỳ gia quá thú đó thì chữ đó cũng có nhiều cách dịch, thì theo cái người không hiểu sao
có thể dịch điều kiện cũng được, hoặc có thể dịch là cái phương tiện cũng được. Tùy theo mình dịch cái câu nào mình nghe hay, cái chữ nào nghe hay mình có điều gì được hết. Tức là đá xa bên nhá kia giao quá thủ, tức là 10 cái phương tiện đưa tới cái việc tạo phước, phương tiện để việc tạo phước. Thành ra dịch cái chữ nào cũng được, nó không có đặc biệt, chỉ có một số trường hợp thì bắt buộc phải định nghĩa. Còn có một số trường hợp, một số danh từ có thể dùng lúc nào cũng được. Nam mô Đại Giác. Sa thúc, sa thúc, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, biết anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Để hỏi, đặt câu hỏi trực tiếp hỏi ngài hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài cũng được. Bạch ngài, cho con có một câu hỏi nữa. Thí dụ bạch ngài, tao mình phải phân biệt giữa thánh đạo và thánh quả, bạch ngài. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư mày. Dạ, cái là nhân, cái là quả, thì việc chứ đó là một. Không bằng bởi vì tạo, tức là cái pháp mình để diệt trừ phiền não. Còn thánh quả là để hưởng những cái gì mà đạo đã làm. Nhưng mà mình ta phải hiểu cho rõ vậy đó. Mà mỗi đạo đó ta phải biết cái đạo đó đạo nào. Bởi vì mỗi cái thánh đạo nó đều có cái sự tiêu tận diệt phiền não nó khác nhau. Ví dụ như sơ đạo thì nó chỉ diệt cơm tà kiến với hoài nghi mà thôi, nó là nói theo chi pháp. Còn nói theo rộng hơn của trong chi pháp thì bốn tâm tham hợp tà với một tâm si hoài nghi đó. Thì mình phải phân biệt để mình biết là nó diễn như thế nào, chứ còn nếu mình không phân biệt làm sao mình biết. Mà không biết là nhiều khi mình mới đắc sơ quả, mình nghĩ mình tưởng mình đắc tứ thánh quả lúc mệt nữa. Thành ra phải phân biệt để biết cái nhiệm vụ và cái lợi ích của sự việc làm của đạo, và cái sự lợi lộc, cái sự được hưởng cái duyên lành của cái quả. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không? Trực tiếp hỏi ngài hay là đặt câu hỏi trên màn hình. Dạ, xin mời vào quý anh chị ạ. Chị là có câu hỏi gì hết.
kính chào Vinh Kim, Vinh Kinh Nguyên Đăng Đá và Vinh mới vào đạo tràng. Xin Vinh có câu hỏi gì không? Trực tiếp Vinh hỏi Ngài, hôm nay đạo tràng im lặng quá, không có ai có câu hỏi gì hết. Dạ, xin mời bàn tay của Vinh Kinh à. Tại Vinh Kinh có những câu hỏi rất hay, Vinh Kinh nên hỏi đừng cho đạo tràng cùng nhau học hỏi à. Dạ, kính mời bàn tay Vinh Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng Minh Rum, xin kính chào tất cả quý vị. Nói giờ bắt cóc bỏ gì á. Hôm nay thấy cũng đông quá, sao im ru quá trời. Dạ, kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông. Thì thôi, sẵn có Thượng Tọa Lưu Tông này, chúng ta sẽ hỏi Thượng Tọa về một số vấn đề rất là quan trọng trong cái pháp hành. Bởi vì pháp hành là pháp mà sẽ đưa chúng ta đạt đến nhiều lợi ích ngay trong hiện tại, cho nên chúng ta cần phải biết cho thật rõ. Và kính thưa Thượng Tọa Lưu Tông, nhà con nhớ trong kinh Tứ Niệm Xứ ta có thường có ba cái chữ mà rất là quan trọng trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, đó là chữ Atapi Sambacchano và Satima. Thì cái Atapi là tinh cần, thì trong cái chữ tinh cần này đó, giờ con cung thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ giải thích như thế nào mới gọi là cần trong khi mình hành. Có phải là tinh cần là mình cố gắng, mình chịu đựng, cố gắng mình ngồi lâu, mà càng lâu càng gọi là tinh cần, hay là mình đi thiệt là lâu, hay là như thế nào mới gọi là tinh cần? Trong cái khi mình hành như vậy thì làm thế nào để mình thành tựu được cái chữ Atapi này? Con cung thỉnh Thượng Tọa Lưu Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư Tôn Hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra cái người mà bắt đầu hạ thủ công phu để mà hành cái thiền Tứ Niệm Xứ và thiền Minh Sát đó, thì cái vấn đề mà chịu đựng hay vấn đề mà ngồi theo như cái định nghĩa của thế tâm sở cần đó, thì nó hơi căn bản ha. Bởi vì cần ở đây là tứ chánh cần, nó làm trong cái nhiệm vụ đó thì khởi đầu cho tứ chánh cần, vào rằng cái tứ chánh cần đó là mình thấy nó là cái phần sau cái tứ niệm xứ. Nhưng mà thật sự ra đó, cái pháp nó đi, nó không phải là nó đi theo thứ tự được, mà đi theo nhân duyên của nó. Thành ra khi mà mình bất cứ mình nhìn cái đối tượng nào cũng vậy, thì có bốn cái chuyện phải làm. Nếu mà cái đó nó liên quan tới ác pháp thì mình làm nào để ngưng ác pháp, mà nó nếu mà nó vẫn tiếp tục thì làm thế nào để diệt nó hoặc là để đối trị nó. Còn nếu cái đó là thiện pháp thì mình thế nào làm cho nó phát triển, và cái thiện pháp đó nếu mà nó chưa đúng mức thì cái cách làm thế nào để cho cái thiện pháp nó đúng mức trong cái việc quan sát đối tượng tiếp tục như vậy đó. Thì cái đó mới gọi là chỉ cần cha ta bi trong này. Cha ta bi không phải ngồi chiều đừng lâu tốt, ngồi từ sáng đến chiều. Bởi vì thật sự là cái thiền Tứ Niệm Xứ đó, cái quan trọng là cái sẩm bạch sanh giá, hay là nói là tam sở tề quyền, nó đóng cái nhiệm vụ đó. Nhưng mà nó cần hai cái pháp kia để nó giữ vững cái chuyện mà mình có thể quan sát đối tượng cách liên tục. Cái niệm về cái niệm là để mình nhìn rõ ràng, nghĩa là không cần phải dùng những cái sức khác để phân biệt nó là cái gì gì. Bởi vì cái người mà bắt đầu hành thiền Tứ Niệm Xứ là phải hiểu thế nào là danh hiểu, nào sắc hiểu, nào là chế định hiểu, thế nào là thực tính pháp. Thì khi mình vô đó, đó là ba cái tâm sở đó, nó đại diện cho ba cái tâm sở mà đi chung với tâm thiện, dầu thiện đi trí đi nữa thì cũng nhất phải 30+ đó, 32-33 cái để nó làm cái công việc để quan sát những cái đối tượng liên quan thần thọ tâm pháp lúc mà đang xuất hiện ở trong thần, ta đang trong ý cái lộ trình của ý, chứ không phải là, bởi vì khi mà vô đó rồi thì cái lộ ngủ thì không thể nào dùng để quan sát đối tượng được cả, phải quan sát bắt đầu vô cái lộ ý. Thành ra cần những cái đó để làm cho cái sự quan sát mà nó tiếp tục
thấy rõ ràng những cái điều mình cần quan sát, và nếu phiền não nó chen vô thì thấy rõ ràng phiền não nó là như thế nào, loại nào, để mình có thể mình đối trị. Chứ lúc đó mình nói mình diệt phiền não thì chưa đủ sức đâu, để đối trị để mình có cái thiện pháp để tiếp tục làm công việc mình đang làm. Là một cái thầy giá. Dạ, xa lâu kính trên tượng tạo tông. Dạ, nhưng mà sư nói về cái tứ chánh cần trong cái lúc mình tu hành về tứ niệm xứ này, thì cái trong cái pháp tứ chánh cần nó có cái pháp gọi là những ác bất thiện pháp chưa sanh phải tinh cần cố gắng đừng cho nó sanh. Dạ, thì cái nó chưa sanh mà mình cố gắng mình đừng cho nó sanh là cố gắng cách nào chứ? Dạ, là bởi vì nó chưa có mặt. Dạ, thì như vậy thì vấn đề này mình phải được hiểu như thế nào trong cái tứ chánh cần này. Dạ, con cùng thành sư. Nam mô Thầy Giá Kinh Bạch Tiều Tôn Hiền Giả Kinh Thừa Chư Vị. Cố gắng duy trì cái sự quan sát của mình, đừng để đứt khoảng hoặc đừng để những cái khác nó chen vô chứ. Bởi vì mình đâu có chắc là mình đương quan sát mà cái phiền não nó không chen vô. Đó. Mà tại vì mình nói cố gắng, mình nghĩ thấy giống như ở ngoài là mình đang làm gì phải có cái gì không phải. Bởi vì cái sự cố gắng ở đây đó là cố gắng duy trì cái thiền pháp đang có, thì cái tức là cố gắng không cho ác pháp phát sanh. Đó, mình duy trì cái thiện pháp mình đang có, thì cái thiện pháp đó là sa tỳ sampajanya. Chứ không phải là mình đợi nó, mình gắng cố gắng mình ngồi mình không thèm quan sát gì mà mình canh coi chừng để ăn trộm nó vô để mình là kiếm chuyện với mình tóm cổ. Nó không phải là mình cố gắng duy trì cái thiện pháp để cho ác pháp đừng có cơ hội để chung vô. Mà khi nó có cơ hội để chung vô thì rõ cái đó là cái gì, mà dùng cái pháp nào để đối trị, tức là cũng phải duy trì cái thiện pháp đã sẵn có cho nó có năng lực thì mình mới ngăn ngừa được cái đó. Chứ còn nếu mà cái thiện pháp mình chưa có năng lực thì không thể nào ngăn ngừa được á. Ở đây ngăn ngừa hay là gì đó, tức là mình đang duy trì cái thiện pháp mình đang có mà thôi, mà duy trì nó càng lâu thì phiền não ít có cơ hội để chen vô. Nằm một cái thời giác. Dạ, xa thú, dạ, rất là riêng, đừng tự lưu tâm, dạ, tuyệt vời nha. Dạ, quý vị cúng dường bông hoa lên, đi, ngồi im ru, ngồi cười trừ không? Dạ, là bộ xa, dạ. Dạ, thì trong cái vấn đề này, thì cái tiếp theo là cái từ Sampajano là tỉnh giác. Dạ, thì theo như cái chữ tỉnh giác này thì sao thế nào mình gọi là tỉnh giác? Trong khi mình đang hành, mình đang cố gắng mình tu tập, cố gắng để mà giữ cái niệm, thì cái tỉnh giác cái làm sao cho nó có được, chứ làm thế nào để cho nó phát sinh trong lúc mình thực tập như vậy. Nam mô Bố Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự là mình nói tỉnh giác, tức là mình dịch cái chữ đó ra tiếng Việt thì ra mình hiểu nó lại không có chính xác theo từ Bali. Nhưng mà trong chú giải với cái bụng này nó có bốn chuyện mà để làm, nếu mình ở trong một trong bốn chuyện đó, đó thì mình đương nhiên là có được cái pháp đó, tức là Sakata Sampajanya, thứ hai là Sabbaya Sampajanya, thứ ba là Khotara Sampajanya, và cái thứ tư là Asammoha Sampajanya. Thì mỗi cái nó có một cái chiều đó, mình muốn cho mình muốn làm cho cái đường đó phát triển thì mình phải ở trong một trong bốn cái điều kiện đó ha. Nghĩa là ở trong một trong bốn cái điều kiện mà chúng tôi nói đó, thật sự mấy danh từ đó rất khó dịch, chúng tôi không biết được đâu mà dịch đi cho nó rõ. Nhưng mà đại khái thì nó có bốn chuyện đó đó. Thì nếu ấy thì bữa nào chúng tôi tìm cái tài liệu nào liên quan tới đó bằng tiếng Việt, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thì cái tiếng Việt về mấy cái môn này chúng tôi xưa học thì học từ thẳng từ tiếng Thái với một số cái chuyện từ các sư Miến Điện, thành ra bây giờ mình nói mà giải thích rõ ràng thì có thể chúng tôi dùng cả lâm như thường. Thành ra đó là những cái chuyện mà liên quan tới sống và sanh giá. Đây mình đừng nghĩ dịch tỉnh giác, tức là mình phải thức tỉnh làm này làm cái nọ, nhưng mà cái điều kiện này nó được đi chung với một số cái điều kiện khác liên quan tới cái bốn cái chuyện mà cái cần phải có. Nam mô Bích Thầy Giá.
Sao thú, sao thú. Vậy quý vị chờ sư Lữ Long ngâm cứu lại bốn cái điều kiện đó, là tuần sau sư Bót lên y sư mắc nợ mình bốn cái điều kiện đó. Sư nghiên cứu lại, sư gửi lại cho quý vị làm tài liệu nghiên cứu ha. Kính thưa sư, về về cái ba cái pháp này đó, tức là ba cái Atabi Sampachano Satima này, thì theo như sư thì trong cái vấn đề này là nó đồng sanh cùng lúc hay là cái trước cái sau chứ, ngoài cái trước cái sau, cái nào trước cái nào sau, hoặc là đồng sanh như thế nào? Dạ, con cũng tỉnh chưa. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư Tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì cái ba cái pháp này nó phải đồng sanh chứ nó đâu có ấy được. Không phải là nó đồng sanh chỉ có ba cái mà đồng sanh đúng cả tám luôn chứ không phải ba đâu. Cả năm chứ. Cả năm. Bởi vì trong cái tâm mà thiện hiệp thế hợp trí, thiện thế hợp trí thì nó có năm chi của Bát Chánh Đạo, năm chi của cái con đường đó. Tức là năm chi đó trừ cái giới phận là ba thì nó đều có hết, nhưng mà ở đây nói tới ba cái thành phần quan trọng nhất trong cái việc mà quan sát đối tượng, nó đại diện cho định và tuệ. Nó nghĩa là Atabi Sati là định, mà Sampajana rất là tuệ. Nhưng mà nó thật sự là cái tâm đại thiện thứ nhất, nếu mà cái gì đó có khả năng làm cho tâm đại thiện thứ nhất nó phát sanh, ít nhất nó phải có năm năm cái chi trong cái con đường đó, năm cái chi vậy đó, thì mình sẽ phát triển lần 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 để cho nó khi nào đủ sức mạnh đó, tới cái lúc nào mà nó có khả năng để tán cái chi mà nó phát sanh đồng loạt đó, thì lúc đó là người đó đã thấy được tứ thánh đế rõ ràng và có thể nói là giác ngộ, tức là cái là sơ đạo phát sanh. Thì bây giờ những cái pháp đó đó là nó đồng sanh hết á, tất cả những cái pháp mà liên quan tới cái con đường mà đi dẫn đi á, từ đầu tới tới đuôi á, thì chỉ có một số cái pháp mà nó liên quan tới 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 con đường đó thì nó mới phát sanh chung nhau từ đầu tới đuôi thôi. Còn có những cái pháp khác nó chỉ hộ trì, nó phát sanh hộ trì trong giai đoạn nào đó thôi. Ví dụ hộ trì đó quý vị thấy đó, Sattha chẳng hạn, thì nó đoạn đầu thì có Sattha, còn đầu có, nhưng mà bắt đầu tới thất giác trì thì cái Sattha nó tính đó, là nó nhường cho những cái người cái chi khác mà có đầy đủ cái năng lực để tiêu diệt phiền não, để nhận dạng một số cái trạng thái, nói trắng là ba cái của danh 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 sắc và danh pháp và sắc pháp, nên nó làm những cái chuyện mà có thể lôi đầu cái anh phiền não ra để bứng bứng gốc bứng rễ nó, thì cái lúc đó nó mới bầu nó có năng lực. Thì những cái chi đó luôn đi chung, mà thường thường những cái chi mà luôn luôn đi chung đó, ngoài trừ cái giới phận là nó không có đi chung rồi, còn những cái chi khác tức là sấm ma sa tị sấm ma qua gia má là hai cái chi tên là sấm sẵn cặp bạ với sấm sấm ma đế thị đó, thì năm cái chi đó là từ đầu tới đuôi nó đi chung nhau hết, nó không có thiếu. Nhưng mà những cái chi sao trong chi pháp ba phải pháp trời đạo thì quý vị có nhiều cái chi nó đi là một đoạn nào đó thôi, chứ nó không có đi hết, và cuối cùng nó vẫn đi đủ đủ ba mươi mấy cái tâm sở đi theo cái tâm đạo đó, nhưng mà chỉ có tám cái tâm sở mà như là có năng lực để có khả năng bứng gốc huyền não, rồi tám tâm sở đó lúc đó là nó đi chung thôi. Còn mấy lúc khác thì thường ba cái tâm sở với phần này nó đi riêng chứ nó không đi chung, nó đi tùy theo cái điều kiện mà cái đối tượng đó mình có là đối tượng gì, đối tượng cần nó hay không. Ví dụ như nhiều khi mình muốn lên tiếng hay muốn gì đó này kia thì đó, thì cái một trong ba cái giới phần nó mới vô, chứ còn bình thường nó không có vô. Thành ra tất cả những cái trường thiền tại sao cấm, nó nói để giữ cho cái ba cái giới, bởi vì lúc đó mình không có tác ý giữ giới nữa rồi, ý để nhận dạng phiền não và để kiếm cách để đè phiền não mà thôi. Thành ra những cái chuyện mà nó cấm mình nói hay cấm cái gì đó là một phần để nó giúp cho mình cái môi trường để cho như không có những cái chi pháp đó thì mình vẫn không có phạm hay không có đụng tới những cái điều mà mình đã sinh đã thọ. Nam mô Bích Thầy giá.
À, xa thứ là kính thượng tọa Lưu Tông. À, năm chi thượng tọa Lưu Tông nói đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tấn, chánh niệm, chánh định đó nha quý vị. À, sư nói tiếng Bali sư không thèm dịch lại, nhiều khi nghe không biết sư nói gì. thì theo theo như sư nói là có năm chi phần như vậy xuất hiện, nhưng mà lấy thí dụ như một người mà còn là sơ cơ, chẳng hạn như giờ con vô ngồi thiền đi, vô tu tập về thiền, con vô đường thiền tu tập, thì như vậy khi con ngồi xuống tu tập hoặc đi kinh hành như vậy, con có đủ đầy đủ năm chi phần đó không ạ? À, con cũng tỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị, nếu mà hành đủ khả năng để được gọi là hành thiền tứ niệm xứ thì phải có đủ, thành ra chúng tôi mới chia ra hai, mình mới vô đường thiền đó, thường mình nói mình hành thiền tứ niệm xứ, chứ thật sự cái đó không phải, mà đó mình mới tập niệm mà thôi. Vậy lúc đó mình chỉ có bốn chi chứ không không có năm chi. Bốn chi tức là sẵn cập bà sẵn ma sẵn cập bà sẵn ma qua gia má sẵn ma sa tị sẵn ma sa ma thí, chứ sẵn ma đích thị là mình làm gì có không nói vô. Mình quan sát đối tượng với bốn tâm thiện ly trí mà, thành ra chúng tôi nói là tập niệm là vậy đó. Nó vô đầu là phải tập niệm, tập cho tới khi nào mình thấy rõ ràng biết cái gì rồi đó, thì lúc đó cái trí tuệ nó là cái nhân đó, nó vô nó thành ra đủ năm năm cái đó đó. Trong Bali, trong chú giải gọi là bộc phá mắt khá, bộc phá mắt khá, bộc phá mắt khá tức là nghĩa là giống như là tiền đạo vậy đó, tức là năm chi đạo chuẩn bị cho cái đạo nó đủ 8 chi, thì năm cái chi đó đó người mà bất hành sắc là thấy nhán nhán là thấy hành sắc là phải có đủ năm chi, chứ nếu không có đủ năm chi thì không thể nào tiếp tục hành thiền minh sát được cả. Đó. Thành ra chúng tôi dùng hai danh từ để đừng có quý vị đừng có lộn là vậy đó, tức là mình vô thí dụ vô đường thiền tự dạy mình phòng sẽ bài gì đó, thì lúc đó đó mình chỉ có bốn chi thôi, tức là sống mà tiết thiệm không có, tức là tâm sở tự quyền nó không có khả năng ở nhào vô được. Thành ra dầu rằng mình cũng niệm vậy đó, là nhớ những cái đó là cái phương tiện để làm cho mình cái trí tuệ mình nó phát sanh cho nó đầy đủ, chứ không phải là nó mình nói cái đó là nó không có lợi ích, thật sự đừng có lợi ích như thường. Chứ còn mà nếu mà cái người mà được gọi là hành thiền minh sát, hành thiền tứ niệm xứ phải thứ thiệt, lúc đó là phải thứ thiệt, chứ còn nghe giọng giọng như mình đừng nghe giọng, bởi vì danh sắc mình cũng chưa chưa có biết hết, mình chưa có quán xét được đầy đủ thì làm sao mà trí tuệ lúc có lúc không nữa. Cái trí tuệ mình lúc đó nó yếu, mà trí tuệ nhiều khi nó vô không phải để nó nhận dạng những cái thực tính pháp, mà nó vô nó chỉ nhận dạng để những chế định pháp của đời mà thôi, nó hay là chế định pháp của kinh điển mà thôi. Chứ cho tới khi nào mình năm cái chi đó nó thấy được thực tính pháp rồi đó, thì lúc đó nó phải đi đủ năm, chứ không đi đủ năm là không được. Nam mô Bích Thầy á. À, xa thứ à, kính thưa anh chị. À, như theo theo như sư nói về vấn đề mà thấy về danh sắc đó. Ví dụ như giờ một người đi vô ngồi thiền, đi vô ngồi thì người ta hít vô thở ra, thì khi mà người ta hít vô người ta biết đó là sắc, rồi cái biết của biết được cái hơi thở vô là danh, thì như vậy có phải là người ta biết được danh sắc chưa sư, hay là như thế nào mới gọi thật sự là một người đã thấy được danh sắc? À, con cũng thỉnh sư giải thích chỗ này cho rõ ràng chứ ạ. Dạ, nam mô Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia kính gặp chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái mà huynh trường mới nói là cái đó chỉ là tưởng không người lái thôi. Cái người mà thấy được thật thật sự là thực tinh pháp là nói không được nữa rồi. Phải nói là diễn tả không có được. Thí dụ dễ hiểu nhất là thí dụ như nè, mình lấy muối mình để vô lưỡi tích tắc cái chỗ đó rồi, tích tắc cái chỗ đó thôi nha, là mình thấy thực tinh pháp. Lúc đó mình đừng hỏi là cái gì mà nói không được, nhưng khi mình nói mặn tức là nó dư ra chế định pháp liền, cho nên không còn là thực tính pháp nữa. Thành nó thấy thực tính pháp nó rất là nhanh, mà cái nhanh đó đó cái người đang hành mới biết mà thôi, chứ còn cái người ngoài cũng không có biết, ngoài trừ những bậc thánh tứ thánh quả mà có tâm có lục thông có tứ vô ngài giải hay Đức Phật thì còn biết, mà lúc đó mình là cái gì thôi, chứ mình chính mình cũng biết tới tới tắt chỗ đó thôi.
chứ còn hãy mua qua chút là không được. Thành ra chúng tôi kỳ trước có gì thì có nói quý vị một cái chuyện để quý vị thử về để thấy thực tinh pháp là vậy đó. Là quý vị thâu tiếng chuông đó, thâu tiếng chuông vô cái cell phone quý vị đó, đừng có thâu liên tục. Cái bon chừng 3 giây sau cái bon nữa, 10 giây sau cái bon nữa, 1 phút sau cái bon nữa, quý vị vô quý vị mở đó. Bây giờ bảo đảm thời gian đầu quý vị không thể thấy thực tinh pháp, bởi nó vô nó xúc vô cái sắc thần kinh nhĩ quý vị là quý vị giật bắn người lên, là lúc đó mà miệng chưa thề rồi là không thấy được thực tinh pháp. Cho tới khi nào mà quý vị thấy mà không giật mình mà quý vị thấy giống như có cái gì mà nó quấy vô cái tích tắc cho đó là thấy thực tinh pháp đó. Thì giờ mình biết thấy đó gì thì mình phải dựa vào kinh điển đi dạy cái đó là như thế nào, cái đó thực tinh pháp đó là gì đó, chứ không thể ấy được. Thành ra có nhiều khi đó mình học mình dựa vào cái lời giải thích của chú giải đó, rồi mình về mình tưởng tượng ra thêm nó mới trạch. Thí dụ trong tứ niệm xứ cái đời và niệm thân nó có cái 32 thể trược đó, thì mình niệm kê xả lô ma nó khả gì đó, kê xả thì nó có 3 trường hợp để nói, 3 trường hợp chúng tôi thí dụ để cho quý vị biết quý vị nếu mà thử quý vị thấy thuộc tinh pháp là thấy như thế nào. Khi mình niệm kê xả rồi đó, nghe đúng cách, chứ còn mình niệm không thì mình không thấy đâu. Đúng cách tức là như là cái đó mình phải cái dính cái sợi tóc vô vậy đó. Thì việc đầu tiên của cái người nếu mà có tiền nghiệp là thiền chỉ chẳng hạn, thường niệm về cà xin ná đó, biên xứ đó, thì nó sẽ xuất hiện cái ní mít trong cái lộ trình tâm của gì là màu đen. Đó, màu đen thì quý vị biết cái người đó đó là chắc chắn là phải có thể hành thiền chỉ được, như là màu đen là một trong 10 niên xứ đó thì hành thiền chỉ cái đi luôn. Cái thứ hai mình thấy cái trạng thái của vật bất mỹ tức là mình thấy ghê sợ đó, thì cái đó quý vị hành sụ phá cả mắt tả ná, tức là niệm về đề mục bất tịnh, như hai mình gọi đó, bình thường là niệm tứ thi đó. Nhưng mà nếu nó có trạng thái mà quý vị nghe là nói theo cái định nghĩa là cứng hay mềm đó, tức là cái trạng thái mà nó cái người ấy biết, chứ mình dùng lời mình giải thích không biết đường đâu giải thích, mình chỉ biết nói thấy trạng thái cứng mà, thì lúc đó quý vị mới có khả năng hành thiền minh sát. Nhưng mà khi quý vị thấy vậy quý vị nói không được rồi, bởi cái trạng thái đó chỉ xuất hiện trong trí tuệ của người đang quán mà thôi đó. Thành ra thường thường nó mình đi hành thiền mà cái ngôn ngữ mình á, cái ngôn ngữ mình mà không nghĩ giỏi đó, mình đi qua mấy thằng thiền quốc rồi mình lên mình trình nhiều thằng thiền sư muốn hiểu sai mình, rồi ông giải thích mình càng hiểu sai thêm, giải thích càng hiểu sai là tốt, rốt cuộc rồi thành thánh là nào không hay, nhưng mà không biết thánh gì thì không biết, nhưng mà thành chứ không có đắc gì đó. Bởi vì cái lý do là khi mà mình thấy vậy đó, cái trạng thái thấy đó đó, đôi khi mình phải dùng cái từ ngữ tương tự để giảng bằng Bali thì ông thiền sư cũng có thể không hiểu được, bởi vì ông học nhiều cái điều kiện ở trong cái ngôn từ Bali. Chứ còn bây giờ mình đã dịch ra tiếng ngoại quốc rồi đó, rất khó khăn cho mình diễn tả, chứ không phải không đâu. Mà chúng ta nói nhiều lần đó, ví dụ như quý vị nói cái trạng thái quý vị biết mà quý vị có thể diễn tả tiếng Việt mình nói ông thầy sư nghe đó, là chỗ này bị ngứa ngứa hay là tưng tưng, thì chỉ có trời mới dịch ra cho ông thầy sư không hiểu được thôi, chứ sao dịch, thấy không? Thành ra nó rất nguy hiểm cái chuyện là mình không có pháp học, ngôn ngữ mình cũng còn yếu, mà mình đi vô mấy trường thiền quốc là coi chừng đó. Không phải ông thầy sư không dở, không phải mình không biết cách hành quế, nhưng mà cái không hiểu được hay giữa mình với ông thiền sư đó làm cho hai người không hiểu nhau, thành ra mình không thể đi xa được là vậy đó. Thành ra cái chuyện pháp học nó là quan trọng là như vậy đó. Thành ra mỗi cái thứ khi mà mình thấy giờ ra là không có nói được rồi, mà mình quan sát cái trạng thái đó một lát, nếu mà nó vẫn còn tiếp tục á, đôi khi cái lúc đó là cái tì phiền não nó vô liền, tại vì mình không biết nó là cái gì, bởi vì nó không có ngôn ngữ đi diễn tả cái mình thấy đó. Thành ra cần thiền sư là như vậy, mà khổ cái cần thiền sư mà mình ngôn ngữ mình thuộc lại thứ thiệt nó yếu quá thì mình cũng chết thôi đó. Thành ra ráng học lý thuyết về thiền tứ niệm xứ cho nhiều thì mai tới lúc đó là mình tự cứu lấy mình mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá.
xa lắm, xa lắm. À, kính lên được tòa Lý Tông. À, rất là tuyệt vời quý vị, dân hoa lên cúng dường quý vị, thấy ai im ru không ai đặt câu hỏi vậy. À, nhưng mà trong vấn đề mà thượng tọa nói về cái tiếng chuông gõ bon bon á, đừng bắt chước nha quý vị, nhất là mấy ông á, mấy ông đừng bắt chước nha, về cái bon bon lát nghe cái bon trên đầu thiệt phát bảo vô bon cho một cái tối ngày ngồi đó là bon bon. Dạ, con cũng hỏi tiếp rồi, trong cái thiền này nhiều cái nó hấp dẫn lắm. Thì trong cái ví dụ mà vô thiền vậy đó, thì khi mà một người mà ta thiền người ta bị như hôn trầm thì miên đó, đi vô nó ngồi cái lật lìa lật lõi, thì vô đường thiền thì đa số là thấy những cái vấn đề đó. Khi mà ta thấy bị hôn trầm thị miên vậy, thì trong kinh dạy là khi mà mình bị hôn trầm thị miên thì mình biết rõ mình đang hôn thị miên rồi, đã hôn trầm thị miên rồi sao biết rõ được chứ. Cái vấn đề này con cũng thỉnh sư phải mình nên hiểu như thế nào khi hôn trầm thị miên, biết rõ mình đang hôn trầm thị miên. Con thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái chữ biết rõ đó mình phải hiểu ngược lại. Ví dụ tâm có tham biết có tham và tâm không có tham biết không có tham. Tâm có tham biết có tham là chỉ có 8 chuyện để nói thôi. Nhưng mà tâm không có tham đó có tới cả trăm chuyện để nói. Đó. Thành ra khi mình hôn trầm đó mà nghĩa là không có tới cái độ mà có thể ngủ được á, thì mình vẫn biết được tích tắc cho nó biết. Mình biết thì cái tâm không hôn trầm là mình đã biết cái gì, tức là chứ không phải mình biết hôn trầm bởi hôn trầm nó diệt, là khi mình biết nó diệt rồi. Thì nên mình nói cái có hôn trầm biết hôn trầm là cái đó là nói theo ngôn ngữ đời, chứ nói theo ngôn ngữ của pháp hành thì không ai hiểu được. Bởi vì khi mình cái lúc đó mình có niệm trở lại là nó mất cái đó, thì mình phải biết không cái pháp nào đang vô thế cái hôn trầm đó, chứ không phải là hôn trầm biết hôn trầm. Trầm không có hôn trầm biết, không có hôn trầm đó. Ví dụ như tâm không có hôn trầm nó đi chỉ có năm năm cái tâm á pháp thôi, mà khi không có cái đó đó thì nó có thể là nó ở lại trong cái bảy cái tâm bất thiện khác, hoặc là nó ở trong 8 cái tâm thiện khác, hoặc là những cái tâm quả gì sao khác. Là cái đó mình phải cần pháp học rất nhiều, chứ nếu không cần pháp học là mình nó biết hay không biết là mình biết họ biết. Nghĩa là chắc vô nhà thương dễ biên hòa quá, bởi vì cái ngôn ngữ khi Đức Phật nói ngài không có nói cho mình nhớ chuyện đó, ngài nói cho cái bậc mà ục cái tỳ tinh nhu hay quyết và chị tinh nhu, còn mình đứng hàng thứ năm nghĩa là hạng nhất cũng không được, hạng hai cũng được, hạng ba cũng được, chỉ có nghe đi gieo duyên đi mà vài chục a tăng kỳ sau mới thực hành được. Thành ra có những cái là mình phải hiểu ngược lại, tức là khi mình nói tâm có không trầm biết là nó trầm rồi chứ nó đâu còn nó biết nữa, thì phải biết cái gì nó thế vô thế đó, tức là tâm có không trầm là cái tâm nào, cái chỗ đó là cái quan trọng, chứ không phải là không có không trầm biết có không trầm biết giờ được. Trầm bốn cái chốc nó tới tắt nó sẽ diệt bao nhiêu là tỷ tỷ lần, phải biết ngược lại. Năm một cái thầy á. Sao thú sao thú, không biết quý vị có nắm được không ạ? Alo quý vị có nghe thượng tọa Lương Tông quý vị có quan hỷ không ạ? Những cái này nó hơi sâu vô vấn đề pháp hành chứ, mà nó thôi để hỏi lại cái câu mà nó có vẻ gần gũi hơn chút xíu. Còn thấy trong kinh thì thường hay nói về nhất là vấn đề ăn uống nó liên hệ tới cái vụ mà tam tịnh nhục đó. Cái tam tịnh nhục này mà làm cho mà mình hiểu cho nó đúng, thì khi mà thấy nghe hoặc là nghi, thì thấy nghe thì nó là một cái sự mà thực tại mình thấy mình nghe rõ ràng thì nó là được, nhưng mà cái nghi thì sao thôi chứ. Như mình nói mình nghi mình không thấy không nghe, giờ mình nghi đó là mình tưởng tượng hay là sao? Thì cái chữ nghi này phải hiểu như thế nào phải đúng, và cái tam tịnh nhục này nó sử dụng cho tỳ khưu hay là luôn cả Phật tử luôn. Con cũng tỉnh chưa ạ? Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tất cả những người nào mà bắt đầu hạ thủ công phu vô để hành thiền đều phải giữ cái tam tịnh nhục hết á.
Cái nghi là như vậy, nghi nó có hai trường hợp. Trường hợp nghe cái gì đó rồi nghi, hoặc trường hợp không nghe gì đó nhưng mà tưởng tượng tới cái chuyện cũ rồi nghi. Tưởng tượng tới chuyện cũ rồi nghi là tưởng tượng thế nào? Mình thân cái gia đình đó, mà gia đình đó biết mình thích cái món đó, ví dụ món mấy con còn hào còn hến như chè đó rất là ngon. Tự nhiên bữa đó mình vô cái họ bưng ra một dĩa hào hến chưa luộc gì đó, cái tự nhiên mình nghi chắc là nó mua về chơi trí để dâng cho mình mà thôi, vậy là ăn được rồi. Nên nhớ là ăn không có được nghe nè. Bởi vì mình nhớ tới chuyện khác để mình nghi. Cái chuyện thứ hai đó, qua cái điều kiện khác để mình nghi là vậy. Tối đó mình ngủ ở nhà, nó mời mình về nhà, nhà xa ta mời nhà, sáng sau là tại dân ấy, nghĩa là ở Mỹ chứ không có, nhưng ở bên Thái nhiều cái nhà ta xa lắm, ở ta mời những chuyện ấy, người mấy ông sư mà họ quen họ kính trọng đó, thì nó họ rước trước để chờ hôm sau đi đừng có trễ. Tối đó mình ngủ nhà gà kêu ét ét ét, cái mình vậy sáng hôm sau mà nếu không có gà thì hôm sau mà thấy có cái đùi gà hay là cái canh gà gì đó, cái mình nghĩ chắc cái tiếng hôm rồi nó giết đi, nó sẽ dâng cho mình, hoặc là không ăn được. Nó nghi đó, nghi do nghe và nghi do tưởng tượng, thành hai chuyện đó là kỳ không được ha. Đó. Chứ không phải nghe là mình chính thức là mình nghe tiếng nó kêu, không phải, có những con vật đâu nghe tiếng nó kêu đâu ha. Nó, ví dụ như mấy con cá con độ đập đầu sao nghe tiếng kêu được, những con vật bự như heo gà rồi này kia thì mình mới nghe được chứ ha. Nó thành ra nghe nghi là nó có một số điều kiện như để cho mình biết là khi mà có những trường hợp đã xảy ra thì không nên dùng, dầu rằng nó không đúng như giống như mình nghi cũng không bắt buộc là không nên dùng. Để dùng vẫn không tốt, như thường vẫn có thể phạm như thường. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sao thú. Nhưng mà theo theo như vấn đề này thì những điều như sư nói mình nghi vậy mình không nên dùng. Nhưng mà không dùng đói sao sư? Không dùng như ngày đó là tiêu. Nhưng mà khi mình dùng thì mình bị những gì? Dạ, theo như sư thì nếu mà mình dùng cái vật thực mà mình tưởng mình nghe mình nghi thì mình sẽ bị những cái gì? Dạ, con cũng tỉnh được rồi. Nam mô Bích Thà Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, thì mình phạm cái giới nào mình theo cái giới đó chứ. Ví dụ như mình nghi họ giết cho mình thì mình cộng 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 nghiệp với cái giới sát sanh đó chứ. Nhưng mà đối với tỳ kheo thì cái đó không sao, tại vì lý do là chỉ có phạm bạch chịt ti tức là đi hết, nhưng mà có những cái chuyện khác là nghĩa là đa số thì đi sám hối hết, nhưng mà bình thường thì mình bị miếng hộp đó mình đi sám hối, chứ còn nếu mình vô trong trường thiền mà mình hành như vậy mà mình cái tâm mình mà cái nó có cái nghi nhiều quá thì dầu rằng cái nghi đó nó không có cản trở cái pháp hành, nhưng mà nó cũng làm cho mình rất khó chịu trong lúc mình ở trong trường thiền ha. Bởi vì cái nghi mà nghi đó mà liên quan tới di pháp thì nó có 8 chuyện, mà liên quan tới kinh tạng thì nó tới 16 chuyện đó. Thì mấy cái đó mới là phiền não. Còn có những cái nghi khác nó không là phiền não, nó có trạng thái tương tự như phiền não chứ không phải là phiền não. Ví dụ như cái chuyện mình nghi người đó làm cái việc đó cho mình mà thật sự là không phải, hoặc là mình nghi những cái chuyện khác. Ví dụ mà gặp người đó thấy quen quen mà nghi mà không biết có tên gì, không biết gặp ở đâu thì cũng nghi vậy. Nhưng đó cái đó là ngay cả bậc thánh ta cũng có, thành ra nó không có phạm. Chỉ có nghi liên quan tới 18 điều theo di pháp và 16 điều theo kinh tạng thì cái nghi đó mới là phiền não, thì cái đó mới nguy hiểm mà thôi. Còn cái nghi kia thì có, nó thật sự nó không gọi là quý vị kịch trả, nó gọi là bà tỳ lưu bà cả quý vị kịch trả, tức là pháp có trạng thái giống như nghi. Nam mô Bích Thà Gia. À, sao thú, à, kính rơi thường tử tâm. Thì vậy cũng trong cái vấn đề nghi mà sư nói về nghi vi pháp nữa, thì nghi như thế nào thì mình, thí dụ mình nói mình nghi về lý duyên khởi thì nghi là phải, là sức
Cái đó nghi là đúng pháp chứ đâu có sai pháp, tại vì đâu hiểu gì đâu, đâu có hiểu về lý duyên khởi một cách sâu sắc được thì đâm ra mình phải nghi. À, thì cái nghi như vậy nó có trở ngại cho cái vấn đề tu tập của mình đâu ạ. Dạ con tỉnh sửa. Nam mô Bích Tha Giá Kinh Bạch Chư Tổ Này. Dạ kính thưa chư quý vị, nói vẫn trở ngại cho vấn đề pháp học không hành mình như thường, tại vì cái nghi đó đó, mặc dù rằng mình có mình nói mình nghi đúng, nhưng mà thật sự cái đó là nghi trong cái gì đó, cái sikkha tức là pháp học đó, là thuộc về cái 108 nghi của gì pháp. Bởi vì khi mà mình question cái đó mà mình không có question đúng mức á, thì cái nghi nó lọt vô. Nếu là lọt vào trong 8 điều theo di pháp, 16 điều trong cái tạng kinh đó, thì vẫn là tâm sở hoài nghi như thường. Còn những cái mà không phải tâm sở hoài nghi đó mà mình có phát sanh đó, thì mình có thể mình đi sám hối được, nó dễ. Còn cái kia là nó là chính thức là phiền não, thì nó ngoài cái mình đi sám hối với ấy ra là nó phải có thêm một số cái điều kiện liên quan tới tới làm sao nào để gội rửa cái pháp đó, nó đang lãng vãng trong đầu mình, thành hai cái nó khác nhau. Thành nó thật sự ra đó, dù rằng nó là phiền não không phiền não mà mình ở ngoài đời ở ngoài đường thì không sao, nhưng mà nó lọt vô trong cái nơi mà mình đang hành rồi đó, thì cái những cái quá sinh loại đó rất là nguy hiểm. Nó một cái thầy á. À, xa thôi, dạ, kiểm tra mình và lưu thông. À, quý vị có ai có hỏi chuẩn bị nha. À, thì sẵn trong vấn đề mà nói về tứ niệm xứ thì nói về cái chuyển niệm mà trong đề nó được nhấn mạnh rất là nhiều. À, thì như vậy một người mà ví dụ như người ta vô ngồi thiền, à, thì những ác pháp nó phát sinh thì họ niệm, à, họ ghi nhận ác pháp, à, thì như vậy được gọi là tà niệm thôi. À, còn thiện pháp phát sinh thì được gọi là thiện niệm. À, như vậy có đúng không ạ? À? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. À. Dạ, mời Phật. Nam mô Bích Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Này. Dạ kính thưa chư quý vị, cái chuyển niệm đó là mình chuyển một sai chỗ, chứ không phải chuyển niệm đó là do sa tị, mà chuyển niệm đó là dịch từ chữ Pali Parikrama. Ví dụ như mình niệm hít à hay phòng à đó cũng là niệm, nhưng mà cái niệm đó không phải là cái kia, không phải là cái tập sở niệm, mà nó chỉ là ấy thôi. Còn cái niệm mà mình dùng nó là tâm sở niệm, nhưng mà khi dùng chữ tà niệm đó, cái đó nó không phải là tâm sở tà niệm, bởi tâm sở tà niệm nó không có. Nhưng mà khi mình dùng chữ tà niệm đó, đó cái chi pháp của nó là tâm sở tầm tầm trong ác pháp, thì suy nghĩ tầm tầm bảy tầm ba đó, tâm sở tầm mà trong ác pháp đó, nó gọi có khi có chỗ nó gọi là tà tầm, nhưng mà thật sự cái đó là mình không có, mình thất niệm tức là mình có cái pháp ác nó vô, mà người ta thì dùng một cái chi pháp khác tức là chi pháp tầm, chứ không phải là tâm sở đến niệm. Niệm thì nó chỉ có ở trong thiện pháp mà thôi, còn cái nó ở trong chi pháp là nó có những cái pháp khác nó thế, chứ không phải mà có nhiều cái pháp mà sử dụng trong Bát Chi Đạo đó thì nó tới có 16 tên thì 16, nhưng mà về chi pháp chính thức thì nó chỉ có chín thôi, còn mấy cái kia đó là nó phải dựa vào, thí dụ như là những cái to những cái gì mà ba cái chi mà của giới đó, thì nó đi trong thiện pháp chứ nó không có đi trong ác pháp, nhưng mà nó vẫn có cái tên như thường, bởi nó mới thành 16 là vậy đó ha. 16 nhưng mà về chi pháp thì nó chỉ có chín chi pháp thực thụ mà thôi, chín chi pháp. Tên mà tám chánh năm tà đó, chỉ pháp thì được ở chín chín cái, nên mình phải để ý mấy cái đó mới được. Để ý rồi là trong tiêu giải ra để coi họ họ liệt kê một số cái chỉ pháp mà thế, những cái mà không có cái tâm sở trong lúc mà nó phát sanh ác pháp đó, thì mình coi sẽ biết mình lấy cái đó mình xài một cái thầy á. À, xa thú, à, kính trên từ tổ thưa con. À, quý vị quan hệ cúng dường tiếp nha, cúng dường tiếp bây giờ đâu ngủ hết trơn rồi. Ôm trầm thì miên. Alo, thức giấc, hello. Ngủ hết rồi.
Thì trong cái pháp thiền này, khi mà một người mà nó hành thiền đó, thì nó có những cái vấn đề phát sinh, những như là ví dụ như họ thiền thời gian họ phát sinh hỷ, phát sinh cái cảm giác hoan hỷ này kia, thì mình làm thế nào để mình biết được cái hỷ đó là thuộc về thọ hỷ và cái hỷ đó là thuộc về pháp hỷ. Con cũng tính siêu quan hỷ phân biệt cái chỗ này để làm sao mình có thể hiểu được, mình nhận định được chính xác thọ hỷ là chỗ nào mà hỷ là chỗ nào. Con cũng tính siêu. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Triều Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cái này phải dựa vào khoa học của thầy, vì không có khoa học là không thể nào biết được hoặc là biết sai. Mỗi pháp lúc sanh nó có cái là trà tụ lắc khả nã, tức là có bao nhiêu chuyện, nhưng mọi chuyện cuối cùng của trà tụ lắc khả nã gọi là nhân gần. Cái nhân gần đó là cái gì thì không biết, cái đó là cái gì liền à. Còn mình không biết cái nhân gần để cho nó phát sanh thì chịu chết luôn. Rồi phải học vậy đó, phải học chỉ tới trong cái thực tính pháp nó là liệt kê là trà tu lắc khả na, ví dụ vậy đó. Phật xạ thì trà tu lắc khả na là cái gì, rồi với tất cả là gì đó, thì cái nhân gần để làm cho nó phát sanh thành cái trạng thái nó giống nhau, hạn như bi tị và thọ và sổ mình nát sở về na, trạng thái giống nhau nhưng mà cái nhân làm cho nó phát sanh khác nhau đó. Thành ra mình nhìn vô đó mình biết được chỗ đó thì mình mới biết là cái mà mình thấy hay mình biết hay mình thọ đó, cái đó là nó thuộc loại nào, nên đẩy nó đi hay là nên giữ nó lại. Ví dụ như bi tỳ mà ở trong thiền pháp thì nên giữ, mà bi tỳ ở trong ác pháp mà mình không biết cái nhân gần của nó, mình tưởng hai cái giống nhau là tự chết tới bình thường rồi, ngồi thỏa thích cho đã xong đứng dậy không nổi, tại vì là căng nó tê trơn rồi. Bởi vì mình ngồi với ác pháp thì phải chịu chết thôi nên. Bởi vì mình ngồi với ác pháp thì cái sắc tâm nó phát sanh vô ác pháp thì nó làm cho mình tê gần cái chắc rồi nên. Thành ra người nào ngồi mà cảm thấy người nó lâng lâng nhẹ nhàng này kêu sụm nó, ráng cố gắng trưng mình mà ngồi ngồi đi không được là biết thứ đó là thọ hỷ hay là bi tị hay là sổ mình ách vedana gì đều là thí dụ mới đó. Thành ra cái đó là phải học, học mới biết được chứ không học rồi mệt khỏi nói. Đồng một cái thầy á. Xa thú, rất là thì trong cái vấn đề mà như sư vừa nói, vấn đề mà ngồi trân mình chịu khổ, thì có biết một tề là người ta có một số người đó, người ta lại là cái thú đau thương đó sư. Thì khi mà nói thú đau thương đó, tức là người ta khi mà ta bị khổ thân như vậy nhưng mà ta thích, ta thích trong cái khổ đó, thì như vậy là cái trạng thái mà thích trong khổ như vậy nó có gọi là thọ hỷ trong khổ không sư? Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa quý vị. Đó là trạng thái mình tự lừa dối mình chứ không có gì đó. Bởi vì mình nghe người ta nói nếu mình ráng mình chịu vậy vậy thì mình được vậy vậy rồi này kia sùm đó. Thật sự ra đó mình thọ thích trong cái khổ hạnh là tự chết tới bị thương thôi. Đó. Bồ Tát khi dạy, Đức Phật khi dạy bài thuyết pháp đầu tiên ngài đã nói hai chuyện đó là không có nên theo. Mình làm trời mình theo mình đi về còn khoe ông sùm nữa, tôi ngồi trưng mình ra lúc đứng dậy không nổi phải nhờ ông bạn kế bên lấy dầu bôi này kia. Nhưng mà tôi rất là thích là tôi đã cố gắng tôi chịu đựng được như vậy, thì cái chỉ đó là trước sau gì cũng vô nhà thương. Hồi xưa là nhà thương chợ quán, bây giờ chắc phải đi miền quà rồi đó, thành không có nên. Cái gì mà làm đúng, cái gì mà mình làm xong rồi đó, cái tâm mình nó là thiện pháp, nó phát sanh những cái pháp mà giúp cho mình, nghĩa là mình muốn biết cái pháp nào mình nên giữ thì nó phải nằm trong bảy mục của ba bảy phẩm trời đạo, thì những cái pháp đó là mình giữ lại cố gắng phát triển. Còn những cái pháp nào ngoài đó có thể nó giúp mình một số chuyện ở đời nhưng mà nó không thể giúp trong quá hành được thì mình cố gắng mình không nên thân cận nó nhiều, bởi mình thân cận thì nó sẽ làm cho nó hại mình chứ không có gì lợi đó. Thành ra đó là cái chuyện là mình nên hiểu, nên biết rằng đó là những cái chuyện mà mình cái nào nên bỏ, cái nào không nên bỏ. Nên có nhiều cái nào mình bỏ thì mình tiếc thiệt, bởi vì nó vẫn là cái nó có thể giúp ích được mình nhiều chuyện, nhưng mà bỏ để được cái pháp cao thượng hơn thì cũng nên bỏ. Nam mô Bổn Thầy ạ.
À, sao hữu giờ kính trên được tập không à, nhưng mà trong cái vấn đề mà thọ khổ này con thấy có gặp số người đang thì khóc à, khổ quá khóc à, nhưng mà khi họ khóc xong cái họ thấy hết khổ à, thì như vậy là, mình phải nên hiểu như thế nào cái khóc nó có phải là pháp đối trị với cái khổ hay không ạ à? Là vì khóc xong hết khổ à, con cũng thỉnh chưa ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư vị. Khóc 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 xong nó không có hết khổ rồi, nhưng mà nó lừa mình để cho mình cảm thấy mình người mình thoải mái. Bao giờ không vậy, mình khổ quá mình không khóc nó vẫn hết khổ như thường, bởi vì bây giờ nó ở với mình cả đời đó, nó ở trong từng giai đoạn nào đó thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói thật sự là nói theo Di Diệu Pháp thì cái khổ nhiều nhất nó lên một hai sát na là nó diệt, chứ làm sao nó ấy hoài. Thành ra con người mình nó tại vì có những cái trường hợp như vậy đó, đa số ở trong những cái trường hợp vậy mà mình không có là hiểu Phật pháp nhiều đó, thành ra mình tìm những cái con đường để cho bớt khổ. Thí dụ một cái người khổ quá, bây giờ rầy khổ quá, đi ra uống rượu uống hồi đã vui vẻ với bạn bè, đã về nhà ngủ giấc tới sáng đây khỏe đẹp, thấy không? Còn một người khác không có đi uống rượu tại không biết uống rượu, nhưng mà đi xuống casino cũng mở tiền cũng khỏe. Đó, là tùy theo cách chọn lựa của mỗi người mà đều cách chọn lựa đó không bao giờ nó đưa tới cái tốt lành đó đó, cái tốt lành đó đó, bởi vì cái cách chọn lựa nó không có theo cái quy trình của thiện pháp đó. Mà nhiều khi đó mình không có học rồi mình không có thấy được. Ví dụ cái câu thường Quốc gia nghe đó, Quốc gia thăm ma sẵn cả ra bà ma đề na sẵn bà đề tạ đó, nghĩa kêu Đức Phật kêu đừng dễ vui đó. Nhiều người thì giải thích là dễ vui là luôn có niệm trong trong đời sống, cái đó chú giải không thấy nói, nhưng mà chú giải nói là cái người không dễ vui là cái người luôn luôn lúc nào cũng để cái tâm trong bốn cái đề mục đó, thân thọ tâm pháp, thì người đó được gọi là người không dễ vui. Đó. Mà mình đâu hầu mình biết cái chuyện không dễ vui là như thế nào, thì mình cứ nghĩ thôi, đi đánh bạc thì dễ vui, mình không đánh bạc, hay là đi nhậu nhẹt bạn bè thì dễ vui, mình không đánh bè là mình tưởng mình ngon, không phải. Bởi vì mình tránh gió dưa, mình vẫn gặp gió dừa như thường. Bởi cái mà mình tránh đó rồi cái thân có thể không làm ác, cái miệng có thể không làm ác, nhưng mà cái ý vẫn nghĩ ác như thường. Đó. Ngoại trừ khi mình ở trong cái trường hợp là mình có khả năng để mình hành những cái pháp thân thọ tâm pháp thì cái tâm mình lúc đó nó mới có khả năng nó duy trì được cái thiền pháp nhiều chứ thôi, chứ còn không những cái gì ngoài đời mình lựa chọn đó, nó đều bảo đảm là nó không được duy trì được thiền pháp mà nó còn làm hại qua chuyện khác đó. Thành ra mình phải biết cách chọn lựa chứ không phải ấy. Nên, thường thường nếu mình muốn chọn lựa đó thì mình phải có một số cái sự hiểu biết liên quan tới lời dạy của Đức Phật, hoặc là mình có bạn tốt, những người bạn mà có thể giúp mình, nghĩa là dẫn mình tới những cái nơi mà mình có thể, thay họ dẫn mình đi casino, họ dẫn mình tới nghe ông thiền sư nói năm ba câu thì về biểu mình hít vô thở đếm một thở ra đếm hai là gieo duyên vậy thôi, nhưng mà ít nhất nó vẫn làm cho thiền pháp mình phát sanh, dù là thiền pháp đi trí nó vẫn tốt hơn là mình nuôi dưỡng những cái ác pháp của mình. Nam mô Bổn Thầy nhé. Sao thứ dạ kính trường thượng tọa tâm à, sẵn sẵn vấn đề mà sư nói về vấn đề mà đi casino, cái con cũng thấy vấn đề này, đặt câu hỏi với sư coi sao mấy người nó buồn quá mà vô casino vô casino cái bắt đầu họ đánh bài, họ lúc đó thì cầm hai lá bài là họ nặng, họ có như là có một cái sự mà tập trung, có cái sự ghi nhận một cách là rốt ráo lắm, rất là mạnh mãnh liệt, thì như vậy có phải họ đang sống trong thiện pháp hay không ạ? À, bởi vì lúc đó họ có niệm, họ có sự ghi nhớ, họ cũng là mình nhìn thấy là cái sự tập trung cũng rất là cao độ. À, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái khúc chỗ này không phải họ là có thiện pháp không ạ? À, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn, thì Gia Kinh Từ Châu Chị. Lúc đó ngồi đó mình nặng nặng kêu đó họ có định chứ phải không? Nhưng mà định trong tám tâm ở trên đó.
Mình nói theo danh thư là tà định, định đó, bởi vì mình nặng 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 để mình được cái gì chẳng phải ấy đâu. Bởi vì nên nhớ thiện pháp, mình ngồi nặng nặng với thiện pháp vậy đó, nặng nặng để bớt cái gì chứ không phải để được cái gì. Nhưng mà vô casino mình nặng nặng để được cái gì chứ không phải để bớt cái gì, hai cái con đường nó khác nhau. Thành ra có nhiều vị giải cái câu là đường cũng là đường, ra rừng là như vậy đó. Thành ra khi mình cũng nặng vậy đó, nhưng mình nặng để đi vô, nặng để đi ra. Đúng. Chứ đâu phải ấy, lúc nào mình cũng nặng nặng là tốt đâu. Nếu mà nó hồi xưa casino nó có 10 loại thôi, casino có 10 loại, bây giờ có loại tới 11, rồi bây giờ thêm loại tới 12. Loại tới 11 tức là TV casino, rồi loại tới 12 là casino chứ không phải casino đó, casino. Thành ra nặng riết hết vốn rồi sao? Cái lúc ngồi nặng đó tại vì cái định của mình nó định trong ác pháp nó mạnh, thành ra mình không có thấy cái gì khác ngoài trừ mình nặng cái đó. Nên mình nặng để coi nó cái số nó ra giống như mình muốn hay không. Hay là cái con đó, con bài đó phải ra con bài gì mình muốn hay không, là cái mình nặng nặng vậy đó. Nhưng mà cái nặng đó nó vẫn đưa tới hai chuyện. Chuyện thứ nhất thua ít, cái chuyện thứ hai là thua nhiều. Nếu mà mình vô đó mình nặng mà mình được nhiều quá thì mấy casino nó dạp tiền gì cho nó đâu có giàu hoài vậy, thấy không? Đó. Thành ra cái chuyện đó mình đi tới cái chỗ để tự mình đào hố chôn mình mà mình không biết, mà mình cứ tưởng đâu mình vô đó để mình có niềm, có bởi vì rõ ràng tâm tôi ở trong đối tượng duy nhất thôi, tức là mấy lá bài thôi chứ đâu qua đâu đâu, thường thường ở trong mấy lá bài để được cái gì, thấy không? Phải xét lại thôi, chứ đừng có nói kiểu đó là nó không có đúng theo cái thực tính pháp rồi, mà nó hại mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À, sao kính thưa thượng tọa Lưu Tông. À, nhưng mà giờ một một người thí dụ, con thí dụ như một người ta biết pháp, nhưng mà giờ buồn quá thì đi vô casino, mà lúc mà họ nặng thì bắt đầu họ mới tác ý, họ khéo tác ý, bây giờ mình phải nặng trong có chánh niệm, nặng từ 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 có ghi nhận này kia, cả sát đụng chạm này kia, họ ghi nhận như vậy đó thì như vậy họ có thiện pháp không chứ? Nặng trong chánh niệm nha, con cũng tỉnh chưa ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nặng trong chánh điện thì hy vọng có thiện pháp, chứ nặng trong cái tin đồ là chắc chắn là không có rồi. Bởi vì khi cái bước đầu tiên mà mình để mình tránh cái nỗi khổ mình đi vô đó là trật rồi, phải không? Cái bản chất của chúng sanh nó là luôn luôn là ác, bởi vì tâm 12 tâm bất thiện, nhưng mà có 8 tâm thiện thôi, mà 8 tâm thiện mình là 8 mạng ly trí nữa, nhiều hơn là hợp trí, tức là mình có bốn tâm phía sau, nhiều bốn tâm phía trước. Thành ra thường mình cứ đi sai từ chỗ này sang chỗ nọ, thành ra sai đến cái độ mà nghĩa là cái đầu của cuộc sống cũng không biết bao lâu rồi, tới chừng cái cuối cùng cuộc sống cũng chưa biết nữa, và mình cũng chưa tỉnh mộng nữa, tỉnh ngộ ra thì mình thấy mình cỡ nào rồi. Thành ra thay vì mình đi casino mình đi vô chùa đi. Vô chùa gặp ông sư lại ngồi tâm sự dạy và chuyện, ít nhất ông sư ông còn có một vài cái pháp mà ông học được, ông làm cho cái tâm mình nó thư thới nhẹ nhàng. Chứ còn mình đi vô casino thì chắc chắn là cái tâm nó phải chìm sâu trong 12 cái tâm ở trên, chứ làm sao mà nó có tâm thiện được. Nếu không có tâm thiện thì phải lựa chỗ đi chứ, sao lựa chỗ đó được không? Bây giờ tôi muốn quên đời ra tôi phải uống bia nè, thay vì tôi quên đời tôi uống bia, nên tôi muốn quên đời đó tôi vô chùa. Tôi nhờ ông sư dạy tôi ngồi chừng vài phút là làm thế nào để cái tâm nó được an vui, thì nó vẫn là cái cơ hội để cái tâm nó yên lành, yên lặng nó dễ hơn là khi mình vô trong casino đó. Bởi vì cái chỗ đó nó dụ để cho mình chết, không lẽ nó để cho mình có thiện pháp à, thấy không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca giá. Sa thứ sa thứ, dạ kính dân từ tội tông. Thì thấy sư nói về vấn đề mà vô chùa đó, thì sẵn rồi cũng có hỏi về vấn đề liên quan tới cái vụ chùa này cũng rắc rối. Bây giờ như có người mà hai vợ chồng sống, thì
Vợ thì cứ càm ràm chồng, kiếm chuyện với chồng hoài à, cái chồng bực bội khổ sở, ngày nào về đi làm về mệt, gặp vợ cứ càm ràm nói này nói kia đó nọ, chán quá lên chùa à, chồng bỏ lên chùa, lên chùa cái đảnh lễ Phật xong xuôi mới nguyện với Phật nguyện cho sao con bỏ được vợ này, vợ nó càm ràm con quá à, thì như vậy khi mà người đó lên chùa như vậy người ta nguyện là để bỏ được vợ, vậy thì đó là thiện pháp hay là bất thiện pháp à? Dạ, con cũng thỉnh xưa mô Phật. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, mình nguyện để cho người khác đau khổ tức là ác pháp rồi chứ làm sao thiện pháp được, nó kênh mình là tại nghiệp mình xấu chứ đâu phải là tại nó muốn nha. Thay vì mình vô mình nguyện để mình làm sao để cho nó ký với tờ ly dị thì mình đi qua ngoài mua cái gì đó đẹp đẹp hay mình về mình cúng sao la làng đó là nó hết la nữa hả. Thay vì mình cúng sao la hầu rồi mình về mình cúng sao la làng bên cạnh mình đó quý vị, trong hồ trong room này nếu lỡ có trường hợp đó nên nhớ cái đó, ông thầy không có biểu cúng sao la hầu đừng có cúng, về nhà cúng sao la làng á thì nó yên à, bảo đảm bây giờ tin tôi sư quý vị là thử rồi thấy rồi không à, chứ mình không nguyện để cho nó ký giấy ly dị tức là mình nguyện cho nó khổ thì cái đó là ác pháp chứ sao là thiện pháp được phải không, cứ nghĩ đi, mình muốn mình sướng, mình muốn người ta khổ, chính mình đã tạo cái sự khổ cho mình từ đầu mình không biết. Khổ thứ nhất là mình chờ cho nó trả lời dép khi mình xin 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 cơ ở chung gì đó, xin cầu hôn cầu hết gì đó dép ba cái khổ rồi 30 năm sau giống như mình nói là khổ để chờ cho nó ký giấy nó ly dị, thấy không, tự mình chuốc lấy cái khổ vào thân của mình. Thì bây giờ muốn đừng khổ nữa thì ra ngoài tiệm lúc nào nó bán đồ rẻ rẻ hay là nó sale đồ đẹp đẹp mua về cúng sao là làng cái ngành là bảo đảm. Huynh gặp người đó nói đồng sư cũng bài vậy đó, cái là họ cảm ơn liền à. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú, dạ, kính chân thượng tọa đồng. À, quý vị nhớ nha, mấy ông trong đây, ông nào bị nhớ, cúng sao la làng chứ đừng cúng sao la hầu. À, thì cũng trong cái vấn đề mà, ví dụ này, cũng có nghe nhiều người nói, ví dụ như mình ở nhà với vợ, bực bội khổ quá, à, thôi bỏ đi tu luôn. À, thì khi mà người ta bỏ đi tu như vậy, nó cũng để lại một sự cái nỗi buồn, nỗi nhớ đau cho người vợ. À, thì như vậy có phải là làm đúng pháp hay không sư? À, trong vấn đề này nó cũng tương tự như là mình ly dị vợ vậy. Ra ly dị xong đi tu thì vấn đề này theo sư thì mình phải hiểu như thế nào ạ? À, còn không được chưa? Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư vị, khi mà có đôi rồi đó mình đi tu mà cái kiểu đó là nó có nhiều chuyện để nói trong nhau hay không. Thứ nhất, nếu mà cô đó có không không giữ ý là không thành, tại khi vô tu nó có câu hỏi là người phải là người hết nợ chưa đó, mình vẫn còn bị nợ đối với cái người đó, hoặc là con còn nhỏ rồi này kia sớm là tu không thành. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, tất cả vấn đề vậy đó là mình phải tìm cách để mình giải quyết ổn thỏa trước khi đi tu. Chứ còn nếu mà đi tu rồi chắc chắn là cái tâm của phàm nhân là phàm phu của mình đó, là nó phải nghĩ tới nghĩ lui bao nhiêu cái chuyện mà liên quan tới người còn ở lại. Mà khi mà nó nghĩ vậy đó thì trước sau gì cái đời tu mình nó cũng không an vui để mình làm gì cả. Mình nhắm mắt ông sư ông biểu là à, niệm bịch là một đề mục đất đi, mình niệm về một đất nó chạy về nên nhà của mình cũng đất không là phải di chuyển rồi, nó không phải dễ đâu ha. Nên là nó có nhiều cái để tôi kể cho vị nghe, không phải là mình người Việt mới thấy cái khổ đâu, tất cả chúng sanh ở trên cõi này đó luôn luôn mà tặng nhau tới ba chiếc nhẫn này, người Việt có biết chuyện đâu. Cái thứ nhất là mình gặp mình sinh này kia nọ đó, người ta gọi lúc đó tặng cái nhẫn gọi là Engagement, tức là nhẫn đính hôn đó. Mình về bữa nó dụ tới vô lui cái chiều là nó cứ chặn tặng theo nhẫn nữa là wedding ring, tức là nhẫn cưới. Về một vài ngày sau tặng thêm cái nhẫn nữa là, thì Vinh biết nhẫn gì không, cái nhẫn nó gọi là suffering
là cái nhẫn khổ đó. Đó. Thật ra thì bây giờ đâu phải khổ cho sao rổ được, thấy không? Mỹ nó cũng như, nó không hiểu nhưng mà nó làm đúng cái theo nó tăng ba nhẫn luôn, mình cũng vậy. Mà cái nhẫn cuối cùng tăng một cách âm thầm, mình ở đời mà dính vô cái đó là khổ nhất. Nhưng mà cơ hội để cho bớt khổ là mình tìm về giáo pháp của Đức Phật thì ít nhất nó bớt được chút chút chứ không phải bớt nhiều đâu. Bớt nhiều thì người nào cái tiền kiếp mà tạo ba la mật rất nhiều rồi thì còn đi xa được, chứ cỡ mình là đi xa không được. Cỡ mình là vẫn dính mắt dính đồ nấy này không xong, thì nằm ra đường thấy mấy cô mà cười cười mình vẫn còn thấy vui vui là biết người mình còn khổ dài dài. Nam mô Bụt Thầy á. Sa mú sa mú, dạ kính chào anh Đức Tọa. Dân hoa đi quý vị, dân hoa lên quý vị ơi. Hôm nay là duo với lại Thượng Tọa Lưu Long hết giờ luôn. thì trong cái vấn đề mà khổ những này mà có chứ không thì nó thì tự nhiên con sư nói con liên cảm tới cái câu mà chắc tức thì không, không tức thì chắc, thọ tưởng hành tức diệt phục như thị. Thì còn đã là sắc tức thì không, thì sắc sao là như không được. Có tiền cũng còn hơn là không có tiền nhé, thì có tiền sướng hơn không có tiền. Mà nói sắc tức thì không, rồi sắc là không, rồi không là sắc, thì vấn đề này mình phải hiểu đúng của nó là như thế nào. Dạ, con cùng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, gia kinh bạch chư tông, hiền giả kính thưa chư quý vị. Cái đó không biết bên Đạo Tông họ giải thích sao, nhưng mà chúng tôi giải thích theo cái sự hiểu biết mình về phương diện nguyên thủy. Khi nói sắc tức thì không chứ không chỗ đó đó, không phải là không không, nhưng mà cái đó là vô ngã. Mà vô ngã thì nó có bốn nghĩa đó. Tức là không có chủ, không có thể sở kiến phát sinh do điều kiện nào. Thì cái sắc này nó có được là nhờ vào cái bốn cái điều kiện đó, thành ra gọi là sắc tức thì không, tức là thật sự là nó không có nếu không có mấy cái điều kiện kia. Nhưng mà từ không nó cũng có thể trở lại cái điều mình vừa nói. Thành ra người nào quán mà thấy rõ ràng như vậy đó, tức là thấy được cái pháp vô ngã trong cái ngũ quẩn đó. Thành ra mới khá tê, chỉ khá tê bô ba bốn lần đó là cái gì? Là đắc bốn tầng thánh đó. Đắc bốn thánh. Tầng thánh cuối cùng mới là nậu đa la tam niệu tam bồ đề, tức là nú tà ra sẵm ma sẵm bô thí nhà ná đó. Thì mình quán cái đó quán đúng cách. Nhưng mà nó quá đúng cách, có pháp học rất nhiều, chứ không mình tóm tắt cái đó được. Nếu mình tóm tắt để mình biết cái đó nó xuất hiện từ đâu, khi mình quán quán như thế nào để thấy nó là như vậy, nó không có chủ, nó không có ai sai khiến được nó. Nó chỉ là phát sinh do điều kiện này thêm rồi mới biết được cái đó. Chứ còn nếu mà mình niệm hoài tối ngày cái sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì nhôm, còn không giống sắc thì đâu có được. Thành ra mình nhiều mà phải dựa vào số cái chuyện khác nữa đó. Thành ra nhưng mà chúng tôi không có học về cái hệ bên đó, là không biết họ có giải thích hay không, nhưng mà chúng tôi chỉ giải thích theo sự hiểu biết về kinh nguyên thủy của mình mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ thú sao thú. Quý vị còn ngủ còn thức không vậy? Sao thấy im ru đó rồi? Thôi sẵn trong cái vấn đề liên hệ đến cái vụ Bắc Tông này, bên Thiền Tông có một câu là về cái công án thiền đó xem. Cái công án thiền hay là nó kêu là kháng thoại đầu của phái Thiền Tông, thì ta đưa ra cái công án là tiếng dỗ một bàn tay. Ngày xưa con cũng có đọc cái này. Ta nói về một cái luyện tiếng dỗ bàn tay sau thời gian sẽ giác ngộ. Thì như vậy là thì khi mà cầm bàn tay mình cứ tiếng dỗ bàn tay mình dỗ dỗ hoài thì giác ngộ, thì mình giác ngộ chỗ nào? Con cũng thỉnh sư Quan Nghị giải thích cái công án này mình phải hiểu như thế nào. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hiền giả kính thưa chư quý vị. Cái công án đó mình phải biết này, họ dỗ hay dỗ như thế nào mình mới giải thích được, chứ còn nếu không làm sao giải thích được. Chúng tôi không có đọc những cái công án đâu, bởi vì hồi xưa mà chúng tôi coi sơ sơ, chúng tôi thấy nó có nhiều cái chuyện nên chúng tôi không có tin. Ví dụ như là ông thầy mà ông học trò vô, hỏi ông thầy gì, ông thầy bóp tay con gái. Hỏi gì, ông thầy lên gối cho con gái.
Thì bóp tay lên gối của nó thì nó đau quá, nó cà lâm tao mà cà lâm ngộ 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 gì đó, cái bạn nó đó nó giác ngộ rồi, thật sự là nó ngộ đau quá rồi nó cà lâm rồi cái khổ cái đó. Người ta vô ta hỏi và chơi kiểu đó, đó. Nhưng mà có cái lạ đó, kể cho huynh nghe đây, đừng có lạ lớn, chúng ta nó kiếm chuyện với chúng tôi đó. Cái ông Đạt Lai đó, ông Đạt Lai Lạt Ma ấy, ông ai mà cái ông bồ 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 đề Đạt Ma vậy đó. Tối ngày ông có giác ở một cái chết già ông đi mà học trò học với ông bao lâu ông hoàng không chịu hiểu. Ông giác chiếc dài ông nói ta 9 năm về cái cũ niên chuyện biết ta ra đứa nào nó cho mất cái chiếc dài giờ tao có dài đi mà tao còn cái chiếc thôi mà đi tới lui không có ma nào hiểu đúng cái đồ dài mới để cũng đi hoài có một cái mang đi chân không trên mang dài nè, thành ra cái lối mà thiền tông nó có cái nghĩa vậy đó, ai đạo đọc không hiểu mà nay mới bàn gì bàn không hiểu gì hết đó, thành ra nó có nhiều chuyện. Thành ra chúng tôi không bao giờ để ý tới mấy cái vụ đó, thầy quên hỏi chúng tôi cũng biết được đâu trả lời. Nam mô Bích Thái giá. Dạ, sao thứ dạ, cái dân tương tự thôi. Thì nói tới mấy cái này cho tất cười. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề ha, trở lại vấn đề chính nhà con của Thỉnh Chư Quan Hỷ giải thích trong Phật Pháp mình hay thường nói với vấn đề là trí và những cái thiện hạnh. Thì theo như Thượng Tọa Tông thì cái hai cái vấn đề này đó, về trí và thiện hạnh này đó, thì mình làm cách nào để cho nó phát triển được tới một cái đỉnh cao của nó, để mà có thể mà gọi là đúng cái nghĩa của trí và cái thiện hạnh đó là cũng tỉnh chưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Kỳ rồi chúng tôi có nói liên quan tới cái câu mà Đức Phật lúc mà trong cái ô qua đá bà thì mốt khá đó, tức là sắp phá bà bà xa cả đá năng đó, thì cái đó là một cái câu mà nói toàn bộ giáo pháp mà nếu là chính xác nhất, hay là giống như câu hỏi của huynh là nói tới trí và thiền hạnh này đó. Nhưng mà tại vì mình hiểu theo cái kiểu kiểu của mình nên ra nhiều khi mình nói là không làm ác rồi này kia, nhưng mà thật sự đó cái câu đó rất là siêu đẳng, muốn đi tới đó là mình phải chẳng những trí mình phải ngon mà thiền hạnh của mình phải đầy đủ nữa. Bởi vì cái câu mà sập báp ba bà sa a cà đa năng tức là nói là không làm việc ác, nên mình dịch từng từ mình dịch ra đó. Nhưng mà chúng tôi không dịch là không làm việc ác, mà làm thế nào để không còn làm các điều ác. Bởi vì cái câu mà không làm việc ác, câu đó là cái nói tới cái quả chứ không có nói tới cái nhân. Đó. Nói tới cái quả, cái người không làm việc ác nếu mà nói theo chế định đó là cái đó là phải là Phật tứ thánh quả. Cái gì đó mới không còn làm việc ác nữa thôi. Chứ còn tất cả gì khác đều làm việc ác đó. Tức là cái trí của gì đó là phải siêu đẳng ghê lắm chứ không có ấy được. Rồi bây giờ đó hãy làm cho thiện pháp được đầy đủ, mà thiện pháp đầy đủ là tứ thánh đạo, nghĩa là không có con đường nào khác đó nghe. Tứ thánh đạo mà bắt sanh là kể như là cái gì đó là không còn thiện pháp nào để làm nữa cả đó. Thành ra lúc đó là bảo đảm là cái thiện pháp là nghĩa là cao siêu nhất cái chúng sanh có thể đạt tới, tức là tứ thánh đạo. Thì hai câu đó nhân quả nhau, khi là tứ thánh đạo sanh thì tứ thánh quả mới là tạo ra nguyên nhân gốc, mà khi mà cái người cái vị đó tới đó thì giáo viên cái tâm của họ là luôn luôn trong sạch rồi chứ không phải ấy được. Thành ra cái câu đó chỉ giải thích là liên quan tới cái mục tiêu cao thượng nhất trong giáo pháp này mà thôi, tức là đạo quả và niết bàn, nên là lời chư Phật dạy là Đức Phật nào cũng dạy mấy chuyện đó thôi, mình làm cách nào làm, mình hành cách nào hành. 84.000 bài pháp Đức Phật để lại mục tiêu duy nhất là chỉ đi tới đó mà thôi. Đó. Thành ra bây giờ mình muốn đi tới đó, đó thì mình phải học tới 84.000 bài pháp là vậy đó. Nên, mà khi học 84.000 bài pháp rồi tức là mình đã làm cho trí cũng hoàn hảo mà thiện pháp cũng hoàn hảo luôn, mà hai cái đó hoàn hảo tức là không còn gì để nói cả, nghe là diêm vương nhìn không thấy bóng. Còn trong khi mình là diêm vương nháy nháy kêu hoài email chúng tôi mấy lần mà chưa dám trả lời đây nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
À, sao tới à, kính dân được bạn. Mình thấy có hai cái vấn đề này thôi, mình sao thấy trần ai khoai củ khó khó trời khó đất. Theo như sư nói thì vấn đề là những chỉ có những bậc thánh là tứ quả mới làm được những vấn đề này, nhưng mà đối với cái vấn đề này con liên tưởng tới những vị thánh mà Tu Đà Quần á, những vị thánh đã đắc được Tu Đà Quần rồi á, thì họ tàn thì cũng phải cũng từ từ cũng đắc đến A La Hán, thì có phải như vậy họ khỏi còn tu tinh cần tinh tấn thì nó cứ tu lết, vì Việt Nam mình hay kêu mấy em sư hay kêu là thôi giờ tu lết lết từ 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 cũng tới, thì với bậc thánh Tu Đà Quần thì tàn tàn nó lết thì họ cũng đắc được A La Hán, thì có phải như vậy hay không, giờ con cũng tỉnh chưa. Nam mô Bích Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả kinh thường 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 mình nói thì nói chơi đó, chứ nói thiệt không có được đâu. Cái gì mà thấy được cái quả của sanh tử luân hồi rồi đó là cái gì đó sợ, cái đắc được cái này là phải ráng quán chạy tiếp tục chạy cho tới cuối đường thôi. Mà mình nói để giống như là cái gì đó có dễ vui cỡ nào thì cũng không qua bài kiếp, mà nói dễ vui là không được. Bởi vì những cái vị mà bậc thánh mà còn nói dễ vui là cái đó không đúng rồi nha. Đó. Thứ nhất, thứ hai mà họ thấy cái quả cái sự mà đau khổ luân hồi là họ sợ quá rồi, họ ráng phải họ chạy cho nhanh tới, ngoại trừ những cái vị mà trong tiền kiếp có cái tư tưởng mà muốn được luân hồi đúng theo cái điều mà Đức Phật nói, tức là không qua bảy kiếp đó. Không tới kiếp thứ 8, ngày không nói không qua kiếp mà ngày nó không có kiếp thứ 8. Thì trong cái phẩm mà Bụt Lá Bành Nhất Tỷ có liệt kê khoảng 11 12 vị đó. Tức là có ông vua trời Thế Thích Bà Quý Quý Sa Kha đi mang chư thiên nó nhiều lắm, thì khoảng 11 vị vậy đó, là họ nguyện là nhất định là họ sẽ sống đúng 7 kiếp. Tức là ví dụ như ông vua trời Thế Thích đó, kiếp này ông đắc sẽ quả rồi, là kiếp sau ông sẽ đắc tam quả, tương hai kiếp ông lên cái năm cái cõi tịnh cư thiền, nó năm kiếp là thành bảy kiếp. Còn bà Quý Sa Kha thì kiếp này bà ở như quá là thiên thì phải, trong chỗ đó vậy thì đó. Kiếp sau bà sanh lên là tha quá tự tại, rồi kiếp thứ ba của bà sẽ sanh về khỏi tịnh cư, đắc tam quả sanh về khỏi tịnh cư, rồi ở thêm năm kiếp nữa. Thì 11 vị như vậy đó đều có cái tư tưởng giống nhau, là làm sao để thử được ở hết ở đó bao nhiêu. Mà quý vị biết 11 kiếp của vị đó đó là gần 35.000 A Tăng Kỳ, 35.000 đại kiếp chứ đâu phải ít đâu đó. Nghe nào mình nghĩ là cái kiếp mình sống ở đây chưa tới trăm năm mình đã ớn thì muốn đổ lệ rồi ơn thấy mẫu thân luôn rồi, mà ở đâu mình chơi đắc rồi, thành ra thường thường đa số các vị đắc là một hai kiếp chứ không có nữa, ngoài trừ những cái gì mà ở lâu thêm, là một là có cái lời nguyện đó, hai là sanh về đắc thiền, là sanh về cõi sắc giới thì có thể là họ chậm chạp chút thôi, chứ còn ở cõi, nếu ở cõi dục là cái chuyện chậm chạp đối với mấy gì đó là không có đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À, sao thứ à, kiếm trường tượng tội không à, thì như sư nói về những vị mà sanh về con ngũ tịnh cư đó, tịnh cư thiên đó, thì lên đó là coi như là giờ họ cũng muốn sanh trở lại cõi dục giới cũng không được, họ muốn sanh xuống làm người cũng không được, thì như vậy có phải là lên đó rồi kẹt luôn đó không sư? Hiểu như thế nào lên ngũ tịnh cư rồi ở đó luôn không đi đâu được nữa à, còn cũng thỉnh sư giải thích cái chỗ này dạ. Nam mô Bích Thầy giả kinh bạch chư tôn hiền giả kinh thưa thưa quý vị, năm vị này không phải lên ở một cõi luôn, mà ở cõi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, nghe đi từng cõi với cái nguyện hạnh của họ là đi cho đúng năm cõi theo cái khi mà có lẽ là giống như một số vị muốn biết những cảnh đó như thế nào theo lời Phật dạy coi có chính xác hay không, có lẽ họ có không có cái tư tưởng như là họ phải đi từng kiếp. Mình nhớ là mấy 11 cái vị mà nguyện luân hồi đúng bảy kiếp, không có gì nào ở lại cái cảnh giới đang ở tới hai lần đó, mà họ ở bảy cảnh giới khác nhau trong 11 gì đó. Người quý vị nào rảnh thì vô trong Bụt Lá Bành Nhất Tỳ đọc sẽ thấy
Đọc chú giải thì thấy giải thích thì vậy đó. Họ không có giống như mình, kiếp này sẽ làm người, kiếp sau sẽ làm người đó, đúng bài kiếp không có đâu. Kiếp sau là phải thay đổi, gì hoài đó. Người ta muốn thử cái gì đó mình đâu biết, cho đâu phải giống như mình. Thấy cái kiếp là ở dưới này rồi có casino rồi có này nọ vui, cái thích kiếp sau nguyện làm người nó quay là đủ đủ bá tở rồi. Kiếp này mình ở đây nó có một số điều kiện mình thấy vậy, nhưng cái sao chưa chắc. Cái thứ hai đó, cái tiền nghiệp của mình không biết nó xấu tốt như thế nào. Kiếp này mình ở đây nó đầy đủ, gặp được giáo pháp, kiếp sau mình sanh về cái cõi xung quanh mình nó toàn thờ Allah không, mình biết mình khổ cái nào đó. Hoặc là mình sanh về cái cõi mà gọi là biên địa đó, tức là mà nói chuyện là phải dùng tay dùng cẳng nói nhau đó, speak English by hand hay là speak toàn dùng toàn vũ khí không, đó là cái rất là nguy hiểm. Là cái người mà ta đã thấy thấy đừng nói đắt gì đâu, nghe ngay cả mấy cái gì mà chúng tôi biết có một vài gì mà họ chỉ thấy sơ sơ danh sách là họ đâu bỏ họ vô rừng họ sống rồi đó, không biết giờ còn sống chết hay sao, nhiều gì đó. Ta thấy sơ sơ là ta đã bỏ cái nơi hồn qua đô hội rồi, còn chỉ có mình thuộc loại vô mình về đặt thành là mình mới thích trở đi trở lại mấy cái chỗ hồn qua đô hội này thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sao dạ sẵn con nghe thấy sư nói về đề mà hạnh nguyện mà được sanh về những cõi này cõi kia đó. Thì con thấy giờ giờ đa số là Phật tử làm những việc đó rất là nhiều, ví dụ như vô chùa cúng dường trai tăng này, rồi hành thiền, đi những cái trường thiền để tập thiền, thì giờ sau khi làm những việc đó họ nguyện là kiếp sau được sanh về cõi đời đau lợi, sanh về những cái cõi mà an vui, thì cái những hạnh nguyện như vậy nó có thành tựu như ý muốn hay không sư? Hay là nếu muốn được thành tựu như ý muốn thì phải như thế nào mới có thể thành tựu được? Con cũng thỉnh sư giải thích cái vấn đề này để cho sáng tỏ vấn đề hơn ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh Bạch Chư Tôn hiện giả kính thưa chư vị, muốn sanh về cõi đó phải tạo cái nhân cho nó thích hợp thì cái lời nguyện mình nó mới có thể đúng, còn nếu mình tạo nhân thích hợp thì sẽ đúng được. Bây giờ mình cái cúng cho Đức Phật nải chuối mình nguyện sanh về cung trời đau lợi, có lẽ là lên rồi đáo lợi thì đúng hơn, lên nó chưa hết tiêu thọ thì xuống cái đất cái bịch rồi ha? Chứ làm sao mà ở lâu được ha? Mình thì nguyện á, làm thì không làm mà đều thích nguyện thích độ cho nhiều, nguyện cho cao ha? Ví dụ như bây giờ nó mình muốn được đắc thiền thì mình phải ra sức công phu, mình hành một trong bốn vô cái đề mục hoặc lựa đề mục nào thích hợp mà mình có thể làm được, rồi mình nhất định mình vô trong rừng hay là nơi nào đó nó nguyện tôi sẽ ở trong thời gian bao nhiêu, tôi phải được như vậy với cái nguyện hạnh này như vậy đó, thì do lời chân thật này thì mới có thể thành tựu được. Bởi vì nó nhớ là nguyện cái mình nói trên trắng là cầu an đó, nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất cái người đó có điều kiện, ví dụ như bậc thánh mà mới xuất thiền diệt này kia, một cái thứ hai đó tức là mình phải có cái lời chân thật, dầu rằng cái lời chân thật đó đó nó nói cái xấu nhất của mình nó, nhưng mà tại vì hôm nay tôi nói thật thử cái lời đó ra đây để cho mọi người biết tôi là người như vậy vậy xấu xa hay gì đó, rồi lời chân thật này xin được cái điều kiện đó thì mai ra được đó, thì cái lời nguyện nó phải phù hợp với cái nhân mà mình tạo. Thành ra trong cái bài kinh Tam Bảo dạy cũng thấy sao, do lời chân thật này nó vậy vậy, thành ra nó đang đi tụng một vòng, thành ra mấy cái chúng sanh mà nó tạo những cái điều kiện không có thích hợp trong cái thời gian đó nó mới bỏ đi rồi nó mới cái đó nó mới trở lại bình thường chứ không chết chóc nhiều nữa, thấy không? Nó mình muốn gì mình phải tạo điều kiện đó, đó chứ không thể nào mình nói mình làm thường mình làm điều kiện nó không có đúng. Mình muốn sanh được gì về cái này cái kia mà mình không tạo điều kiện ấy được, ví dụ như mình muốn đắc sơ đạo sơ quả đi, thứ nhất giới định tuệ mình trong tứ niệm xứ nó phải đầy đủ, mình phải hành bao nhiêu chuyện mới lên tới bao nhiêu tầng tuệ rồi này kia mình mới tới được chứ còn mình không làm tối ngàm cái ngồi
đói ăn khát uống, nghe mơ 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 màng màng nguyện cái, mơ mơ màng màng nguyện cái, nói cái kiểu đó thì không bao giờ đi tới nơi cả. Nguyện là dù nguyện đi tới đó là phải dòng đi bộ đi gì mới lết, cũng phải lết chứ còn nếu không là không bao giờ ấy đó, chứ đâu ấy được. Ví dụ như ngày ngày Đức Thế Tôn tương lai đó, ha? Ngài là ông vua, ngài nghe nó có chỉ trên ấn giá xuất hiện mà ngài bỏ, ngài đi tìm để được đánh lễ rồi học hỏi pháp gì đó, đi bằng đầu đi cẳng sao phải đi xuống đầu gối đi riết tới nơi, nhìn người thế đều là muốn táo quả rồi nào vẫn làm, rồi mà ngài mới quyền nguyện là để thành cái gì đó trong kiếp sau rồi chứ, hay là ngày mấy cái ngày mà trước khi được thọ ký đó, Đức Phật phải nhìn lúc đó Đức Phật mà thọ ký nghiệp tiền nghiệp ngay cái Thế Tôn của chúng ta hiện tại đó nghe đầy đủ rồi đó, nhưng mà khi được thọ ký là ngài nó phải 4.000 tăng kỳ này, 100.000 đại kiếp nữa, nghe nó rùng rợn chứ, nó phải tạo ba la mật để cỡ đó đó mới mới được mới thành tựu. Còn mình tu kiểu nào tu nháp hết, đồng nguyện cho cao chắc chắn là không thành. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ, sao bớt, bây giờ cái trường từ từ đó. Chẳng biết còn giờ không quý vị? Alo, bạn đạo ơi, mấy giờ rồi? Còn giờ không? Alo, tìm ru đây. Dạ, chắc cũng còn chút đỉnh. 6 phút nữa hả? 6 phút hay sao? Con không hiểu gì ta. Cái gì? À, thì sẵn cái vấn đề này, vấn đề mà nguyện nguyện và con cũng thỉnh chư quan hỷ giải thích. Giờ thí dụ như là mình nói nguyện thấp thôi, một những người nữ thì người ta mong muốn có được một cái kiếp sau được sanh được là người nữ, được đẹp, được làm công chúa, được sống trong gia đình mà hạnh phúc êm ấm, thì họ làm phước, họ ra họ cúng dường vật thực, họ cúng dường trai tăng vân vân, thì họ chỉ nguyện những cái thấp vậy thôi. Là nguyện được là sanh làm người nữ đẹp, sanh trong gia đình giàu sang phú quý, được cưng chiều, gặp được chồng tốt, thì cái nguyện nó có thể thành tựu được không sư? Hay là như thế nào mới có thể thành tựu được cái nguyện dù là chỉ là một cái phước nhỏ vậy thôi? Dạ, con cũng đỉnh sư ạ. Nam mô Bồ Tát giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nguyện vẫn có thể thành tựu với điều kiện là trong kiếp hiện tại này ngũ giới phải trong sạch, ngũ giới phải trong sạch, và trong tiền kiếp không có nghiệp nặng. Ví dụ trong tiểu gần gần, ví dụ như mà mình bị làm ngũ nghịch đại tội rồi đại nghiệp xong rồi, mà mình trồi lên rồi đó, nó sẽ nói chứ trồi lên đi nữa thì ở địa ngục bao nhiêu năm mà trồi lên thì chắc chắn là có một số cái khuyết điểm trong cái đời sống mình ngày, mà kiếp này không thì không giữ ngũ giới trong sạch thì không thể nào lộ nhân thiên có được, thì có nguyện cũng như không thôi lộ nhân thiên. Còn cái người nữ mà muốn 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 nguyện để thành người nữ trở lại nữa thì cái giới thứ ba cũng phải trong sạch, chứ không phải là nói không cần ngũ giới phải trong sạch. Còn nếu mà ngũ giới này lại khó nguyện vậy đó, bởi vì ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt rồi nguyện đi xuống này được, chứ nguyện đi lên không có đường nào đó. Thành ra có những quý vị muốn sanh thì cõi nào quý vị vô cái quyển mà chúng sanh và sinh tú, hoặc là quyển người và cõi đó, trong như trong website của Dr. Bình có đó. Điều kiện gì gì cũng sanh làm vô trời, nên tích phải có điều kiện gì đó mình ráng mình có hành cho nó trong sạch, không sạch để được về đó. Nhưng muốn lộ nhân thiên thì ngũ giới phải trong sạch, chẳng thể nào nó ngũ giới không sạch được, ngũ giới không trong sạch là khó lắm. Vì là lấy cái gương của bà hoàng hậu của xứ Cô Sa Lá đó, cái bà mà là thí chủ của cái đại thí có một không hai trong thời Đức Phật của chúng ta đó, nhưng mà bà chỉ có làm một chuyện mà không, bà không có đúng rồi bà nói với dốc ông chồng, nó giống vua đó,
mà, và đó là giới hạnh cũng trang nghiêm lắm, mà chỉ có một lần đó thôi. Mà khi mà ta tới già tắt thở rồi vẫn đi địa ngục như thường, nó vẫn đi địa ngục như thường. Thằng ông vua ngày nào ông thư vợ ông cứ thờ lại hỏi Đức Phật, Đức Phật hay dùng thông để cho ông quên, ông đừng hỏi ra tới mấy ngày sau. Bà nghe nó trong kinh nó tuần bà sanh lên cõi trên đó, thì ông vua ông mới sực nhớ rồi ông hỏi, thì Đức Phật nói, thì ông mới nói đúng rồi, bà ở đây bà làm bao nhiêu chuyện nhưng mà không lẽ đi xuống rồi này kia xong. Thành ra ngũ giới mà không giữ thì chỉ cần một giới mà chơi ấy chết thường. Cái chuyện thứ hai cái gì tỳ kheo thầy Đức Phật Cà Sa Bà đó đang đi trên nắm cọng 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 cỏ cho Đức không đó, mà về tới chân về xung quanh không có người sám hối, thì dẫn đi sanh về bốn đường á đạo thường sẽ làm rồng đó, cái gì nó nhớ vậy đó. Thành ra cái lời nguyện mình nó giới hạnh phải trong sạch à. Rồi mình phải tìm hiểu hiểu thử coi, hoặc hỏi những cái gì nào mà có kinh nghiệm về những cái chuyện mà về cảnh giới rồi này kia mình hỏi, thì họ sẽ kể một số điều kiện, thì mình phải giữ cái điều kiện đó. Ví dụ như nó muốn làm chỗ vô trời để thích thì phải có bảy bảy hay 11 gì đó, thì phải làm cho đầy đủ. Khi đầy đủ rồi đó thì nhắm mắt thì vừa mở mắt ra thấy ngồi tới đó liền. Thì còn mình không làm mà cái thích nguyện nghe nó ở cõi đó sướng lắm, lên đó rồi nằm ngủ có người muốn gì có người nghĩ ra giùm ha, nghĩ ra thế cho mình, cái bưng lại dân này kia, mà mình ít phước mà mình được lên đó là nguy hiểm lắm. Mình nghĩ được nó bưng ra món khác, mình thích bữa nay ăn phở phở bò Kobe gì đó, nó đem phở trâu là nó dẫn như ăn nhai rung răng nó rung chừng là ra đâu phải dễ đâu, phải tạo nhân cho đúng là miệng đó mới thích hợp mới chính xác. Nam mô Bồ Tát giá à, sa thứ dạ, cái chuyện được tạo cái tạo à, như sư nói về vấn đề mà ngũ giới đó, thì mình lập sơ quá mình, hoặc là mình nghĩ sơ qua thấy nó dễ à, thấy ai cũng nói dễ, nhưng mà thực sự muốn cái chữ được hai cái chữ trong sạch con thấy không phải chuyện đơn giản à, nhất là cái khẩu à, cái khẩu nghiệp bây giờ chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng rồi cái chánh ngữ này không thấy cũng đủ mệt rồi à, nói đủ thứ cái chuyện cái tên đời thì làm thế nào để mà giữ được con có gì riêng về cái chánh cái ngữ thôi, cái khẩu nghiệp thôi, thì có chịu cái cách nào để mà mình giữ cái khẩu nghiệp cho nó được trọn lành cho đến giờ phút lâm chung hay không ạ à? À, con thỉnh chưa. Nam mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tổ Nguyện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị, thì Đức Phật dạy cho Chư Tăng rồi cũng như cận sinh nam quý sinh nữ rồi gặp nhau, nếu không nói được lời đúng theo chánh pháp nên giữ im lặng như bậc thánh. Nhưng cái giữ im lặng như bậc thánh nó khó lắm, bởi vì giữ im lặng bậc thánh chúng tôi gọi trong chú giải đó, tức là nhập thiền đó. Mình có thiền đâu nhập, bởi vì nhập trong đó thì người ta ở trong cái thiền pháp suốt cả thời gian đó thôi. Chứ bậc thánh thấp rồi cái tâm nó vẫn lộn đi lộn lại sụt số ác pháp như thường, còn phạm nhân mình thì khỏi nói nha. Phạm nhân mình khỏi nói là nó rất là nhiều khê, mình nói chơi thì được chứ nó thì không có được đâu, rất là nhiều khê. Vì trong cái mình ít phước nhưng mà cái nó nhiều hơn. Nói chúng tôi nói hơi quá nhưng quý vị cái suy nghĩ cá nhân quý vị thôi, chúng tôi thì phải nói là thấy dỗm rồi không có bạn. Từ sáng tới chiều hơn ngày âm đi ác pháp nhiều hay thiện pháp nhiều, rồi nhân lên bảy chúng ta thần kỳ thì mình ác pháp nhiều hay thiện pháp nhiều, thấy không đó. Nói cái chuyện của mình nó mới nói cho mình đi ngang chùa mà ít khí rồi vô mình nghe đó, nhưng mà đi ngang cái chỗ mà nó chửi lộn là đứng nghe say mê luôn, bởi vì tâm chúng sanh nó rất là ác, cho nó không ấy chúng sanh như chư chúng ta là rất là ác. Mình đừng có nói mình giữ giới rồi mình ấy, thực sự là mình giữ giới nhiều khi không trúng nữa. Mình vô
Bây giờ mình vô hỏi chứ nhiều khi mình không biết hết chi vẫn giữ giữ cho giữ thôi chứ không có không phải là người giữ giới, không phải là người có giới. Mình đừng tưởng đâu mình sinh rồi cái mình không phạm là mình có giới, không phải. Cái giới của mình là giới sẩm ná, tức là giới nguyện để giữ. Thì trong cái câu của quý vị sinh hàng ngày đó, ba na tỷ ba ta về rám ni sĩ cả bà đăng sa ma đi xa mi, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, tức là mình nguyện để giữ. Mà khi nào tắc ý, ngoại trừ tắc ý mà giữ giới mình không còn, lúc đó mình không có giới gì cả, chứ không dễ đâu. Thì mỗi ngày quý vị mà không có niệm lúc nào là kể nha quý vị, thời gian đó quý vị không có giữ giới đó. Mà mình khi mình đã không có giữ giới thì làm sao mình nó ngon lành được, thấy không? Là nó rất là nhiều khê chứ nó không có dễ như mình tưởng. Mình đừng có tưởng mình vô chùa sáng mình vô cái mình thọ xong cái là có giới cả ngày, không có đâu. Khi nào quý vị không có niệm trong trong cái lộ trình tâm quý vị là quý vị lúc đó là không có giới gì cả. Giữ giới là chuyện khó lắm chứ không phải dễ đâu quý vị. Là nội như đó là mình biết, không phải là thường mình cũng nguyện cái gì nguyện gì nó khó thành là vậy đó. Thành ra nếu mà nhớ giữ theo lời Đức Phật gặp nhau là nếu mà không nói được lời đúng theo chánh pháp phải phải im lặng. Thế còn mình nói ra là chắc chắn nói bậy. Nghe bảo đảm quý vị xét gần ngày quý vị không mở miệng thôi, mở miệng ra là nói 10 chữ là tới 8 chữ bậy rồi. Nghe là nói lời vô ích, nó vui hơn nói lời có ích. Nó rất nhiều chuyện vậy trên nó đâu có giống như mình nghĩ là nó có dễ đâu quý vị. Nó một tài giá. Sao kính trường được toàn lưu tâm nói sự thật nó cay đắng quý vị. Quý vị có thấy cay đắng không? Không phải dễ mà để mà có được những cái thiện pháp. Quý vị dân qua cúng dường được toàn lưu tâm thì trong cái vấn đề cái khẩu này thì con được biết một số kinh ta nói là khẩu hành tức là do tầm tứ, phải hiểu như thế nào khẩu hành là do tầm tứ. Khẩu hành cho tầm tứ, mà bây giờ mình không tầm không tứ nữa thì giờ mình không có bị khẩu nghiệp. Thì vấn đề này thì mình phải hiểu như thế nào và con cũng phải xưa. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Tầm là cái pháp mà dẫn cái tầm mình về đối tượng. Cái tứ là pháp nó giúp cái tầm mình bám sát lấy đối tượng đó. Thành ra cái khẩu hành của mình nó mà mình thiếu niệm, tức là cái khẩu là khẩu ác hành chứ không phải là khẩu thiện hành. Bởi vì khi nào có niệm để nhất mình nói câu đó thì nó còn nằm trong cái thiện pháp, dầu là thiện pháp địa trí nó vẫn còn nằm trong thiện pháp. Mà mình không kiểm soát được hai cái pháp đó rồi đó thì chắc chắn là mình nói bậy hay là mình nghĩ bậy rất nhiều. Thì bây giờ muốn kiểm soát được hai pháp đó là làm gì? Quý vị phải hành cái pháp tâm quán niệm xứ. Thành ra có người hành tứ niệm xứ nó giúp được nhiều chuyện này vậy đó. Mình hành quán tâm quán niệm xứ là khi nào cái tâm mà nó có cái đó là biết liền. Thì nhất mình còn ngăn được, dù rằng có thể là nó chậm đi vài tỷ lộ trình tâm thì vẫn chận lại được. Còn nếu mà không là mình cứ say mê với cái pháp án vậy đó mà nó không hay. Bởi vì mình ra đó mình đi ngang chợ mình nghe cái đám nó cự lộn nó nói nhau, cái mình nhớ về mình kể rằng sống chúng nhau nghe, cái mình thấy chui cho mình kể chắc hay lắm, mà mình kể chuyện chư lộn chắc hay lắm. Mình ra chúng súng nhau ca tụng cười vỗ tay kìa, nghe nói riết rồi nói tràn gian đại hải luôn, toàn là chuyện tào lao không đó. Thành ra mình không có niệm lúc nào chết liền lúc đó chứ không có gì đó đó. Thành ra đó lý do tại sao nó tầm tới nó cái đó là mình phải kiểm soát được hai cái pháp đó. Mà kiểm soát hai cái pháp đó là chỉ có niệm tông quán niệm xứ mà mới kiểm soát được mà thôi. Thành ra khi nào mình hành cái pháp tông quán niệm xứ mà nó thần tục rồi mình kia là mình giúp được nhiều chuyện lắm. Còn nếu mình không có hành thiền tới niệm xứ thì thường là mình làm việc xấu nhiều hơn, tại người mình thiếu niệm, mà thiếu niệm đưa tới sự dễ vui, mà dễ vui là dễ làm bậy. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thứ kính thưa từ từ lý thông. Nhưng mà nếu mà mình nói về cái khẩu nghiệp này là do tầm tứ, nhưng mà giờ mấy thằng câm đó thôi,
Mấy lần mà bị mấy người bị câm thì ta không có nói được thì vậy, ta không có bị khẩu nghiệp. À, vậy mình phải hiểu như thế nào cái mấy người câm mà không bị khẩu nghiệp chứ. À, còn cũng thỉnh sự. Nam mô Bích Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nên nhớ đó, cái nơi mà nó phát ra cái âm thanh là cái khẩu, nhưng mà cái nơi nó vận chuyển để cái âm thanh nó phát ra là cái tâm. Thành ra dầu mình câm mình vẫn có cái khẩu nghiệp ác như thường, tức là phát sanh vô tâm, chứ không phải là nó nếu mà nó câm là cái giới khẩu nó trong sạch đã quá rồi. Thành ra giờ mình là làm cho mình câm, rồi mình làm cho mình mù, rồi mình chọc lỗ tai cho điếc, thì cái đó là những ngũ giới trong sạch dễ lắm không? Không phải đó. Thí dụ giờ thay vì mình dùng miệng mình nói là mình ra dấu vẫn gọi là khẩu nghiệp như thường, nhưng mà nó phát sanh ở cái thân hành, cái nghĩa là cái hoạt động của thân, chứ không có nghĩa là mình câm rồi mình không có ra dấu cho người ta hiểu được rồi này kia dùng nó, thì cái đó nó khác nữa. Bởi vì cái sự phát sanh từ cái thân, cái khẩu hay cái ý, và cái việc làm đó nó không qua thân khẩu ý mà người ta vẫn hiểu giống như mình nói, thì nó vẫn là khẩu nghiệp như thường, chứ không phải là phải phải nói nó mới ấy. Chứ nếu mà mình nói mà mình mới tạo, hay là mình thấy mình nói kia thôi, chứ đó ngày mình chọt mắt mình chọt lỗ tai chọt đồ ra vẽ rồi phải không? Không phải đâu. Nên cái thân này nó có nhiều chuyện kỳ lắm, nên cái thân này nó có nhiều chuyện kỳ lắm. Mình học tới nào nếu mà riết mình mò không được, tại sao mà ra dấu hay là viết ca tụng cái triệt sát sanh là tốt, thì nó vẫn thuộc về khẩu khẩu nghiệp mà nó phát sanh ở cái thân môn. Thấy không, hai cái nó phát sanh ở thân môn khác, phát sanh ở thân nghiệp nó khác, mà phát sanh ở khẩu nghiệp nó khác, mà cái khẩu nghiệp vẫn có thể phát sanh thân môn như thường, ra dấu thì người ta hiểu cái lời mình muốn nói. Lúc sau đó kiểm tra kiểu tội đúng không? Như vậy còn câm mù điếc gì mình cũng chết hết trơn, không có thoát khỏi đâu. Thì sẵn cái vấn đề này con mới nghe một cái tin của một nghệ sĩ người Việt Nam mình, cô đó tên là Cathy Trần. Cổ ký coi như cổ đưa cái quyết định ra xem là cho phép abortion, tức là có quyền là phá thai. Vì vậy thì khi mà cổ nói như vậy là cổ cái khẩu nghiệp của như thế nào, có ảnh hưởng gì đến cái đời sống, hay là cái đó chỉ là một cái quyết định của cái chính phủ, thì cổ như là người ký sắc lệnh của ra cái lệnh đó như vậy, thì theo sư thì cái vấn đề này phải nên hiểu như thế nào? Dạ con cũng lĩnh chưa ạ. Nam mô Bồ Tát, giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Người sát sanh, người ca tụng cái quả tốt lành vui qua sự sát sanh, cái người hoan hỷ với cái sự sát sanh của người đó, và cái người mà nghĩa là có một cái thành kiến đồng ý với cái việc làm đó, nghĩa là không nói ra nhưng mà vẫn hoan hỷ với cái việc đó, đó đều phạm tội sát sanh giống nhau. Mà người đa số người ta phạm cái thế giới sát sanh mà người ta không có biết. Chúng tôi thí dụ thì tôi cái ông mà hồi xưa nó ca tụng là cái ông dữ nhất là từ hồi của Hồi giáo đó, là ông Osama bin Laden đó. Ngày nào nó cũng nói nó kim sầm nói cho tới ngày mà nó bị siêu Mỹ rồi bắn chết rồi, đa số đứng vô tay, những cái này tay vô tay vẫn cộng nghiệp sát sanh hết, chứ không phải là mình giết rồi tôi với phạm giới, mình không có giết rồi cũng bị phạm như thường. Nhưng mà cái phạm đó đó, cái tác ý ba thời bốn thời nó khác nhau ở chỗ lúc nó cho quả mà thôi, nhưng vẫn phạm như thường. Thì bây giờ ai đề nghị mình không biết, nhưng mình đồng ý sự đề nghị đó để mình ký cái đó ra, đó là mình cũng dính vô cái đó như thường, chứ không phải là không dính. Thành ra rất nguy hiểm, mà đừng có thấy người ta nó bậy rồi vỗ tay cười cười tán động tán dương là dính luôn á, chứ không được đâu nha. Nam mô Bích Thầy á.
Sao thứ sao thứ dạ, kính trên đường tài lưu thông dạ, quý vị nghe đừng lo nói cẩn thận nha. Nguy hiểm cũng giống như mới con cũng mới vừa nghe ông Mr. Trump này, ông tuyên bố Đức Liên Hợp Quốc, ông nói là những vì cái mục đích hòa bình của thế giới của nhân loại này kia thì sẽ giúp đỡ cho thế giới này kia, còn những người nào mà đem đến sự đau khổ cho nhân dân, đem đến sự mà khổ sầu cho nhân dân như vậy thì phải tiêu diệt đó. Thì người ta quan nghênh, ai cũng ủng hộ quan nghênh, thì như vậy mình phải cái vấn đề này phải như thế nào. Ông nói hay quá, thì những người mà giống như tụi mà cộng sản hay nó ác thì phải tiêu diệt, thì ông tuyên bố như vậy. Vì những người khác đã quan nghênh thì theo cái vấn đề quan nghênh đó thì phải nên hiểu như thế nào, nếu không lẽ vậy mình cứ im lặng như vậy. Dạ, con cũng thính chưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kinh bạch chư tổ, dạ kinh thưa quý vị, những cái điều của ông là nó đúng ra ngoài, nó không đúng nhưng mà nó đúng trong cái khoảng thời gian nào đó mà thôi. Còn cái người mà khi mà người ta ra luật hay người ta làm cái gì theo với ông đó, cái đó nó mà thành chuyện lớn tiền chuyện dài nó, mà khi mà nó thành chuyện lớn như vậy nó quân tập cái nghiệp rồi, khi mà cái nghiệp nó theo mà nó gõ cửa rồi đó, thì không ai đỡ được hết đó. Là nhớ không ai đỡ được hết đó. Thành ra mình muốn cầu nghiệp cái đó thì mình cứ nhào vô, còn mình không muốn cầu nghiệp thì mình phải lánh xa. Khi mà cái nghiệp mà nó tới nó kiếm chuyện rồi đó, quý vị nên nhớ đó, cái dòng Thích Ca bị vua Quý Đu đó phá mà tới kiếm chuyện rồi đó, Đức Phật còn tại thế với thần thông của ngài như vậy mà ngài không có can được. Ngài Mục Hành La Ná về chúng nó bầm nó làm tương cự đà đó, Đức Phật vẫn còn tại thế nhưng mà ngài không có giúp được. Bởi vì khi mà mình gieo cái nghiệp rồi á, thôi chứ ví dụ như bây giờ một cái vị nào đó, đó nói là đây ngọn lửa nóng à, mình không nghe mình nắm vô thì nó phỏng, khi nó phỏng rồi đó mình xin lỗi ngọn lửa hay là mình xin lỗi cái ông mà ông can mình, ông bêu đừng có đụng vô nó nóng, mà dầu có xin lỗi cả hai đi nữa rồi cái vết phỏng nó đâu hết, phải không? Thành ra mình làm rồi đó, đó là coi chừng. Mà có những cái mà nó liên quan tới một số cái chuyện á, mình nghĩ tới hậu quả mình mới rùng rợn, mà thường mình là biến nghĩ lắm, bởi vì mình thứ hai mình nghĩ không có ra. Ví dụ như cái ông Triệu Châu chệt nào đó, ông nói là cứu sát miêu cứu vàng thử gì đó, 10.000 con chuột nó không thể là Bồ Tát được, nhưng mà con mèo nó vẫn có thể là kiếp của Bồ Tát nào đó được. Mà anh giết con mèo rồi đó, anh đừng nói anh cứu vàng thử cứu triệu hay là tỷ gì nữa, anh vẫn chết như thường. Nếu anh sát trúng cái vị mà Bồ Tát với cái kiếp là mèo đó. Thành ra mình nói câu nói nhiều hay nhưng cái hành động của mình đó, nó mang lại cái hậu quả rất khủng khiếp mà nhiều khi mình không có biết. Thành ra làm gì cũng phải cẩn thận chứ không phải ấy đó, mà thường thường người ta không có làm cẩn thận đó. Hay là người ta không biết không chừng, mà biết nhiều khi cũng làm bậy. Chúng ta thí dụ là một cái ông kỹ sư ông chế xe, ông chế ra cái xe xe rất nổi tiếng, ông lái xe bữa đó xe trên máy giữa freeway, theo cái gì ông nên làm gì, xuống đẩy xe vô lề hay là ngồi trên xe rung đùi nghiên cứu máy nổ hả? Thấy không? Nó thường thường mình vậy đó, mình tới chùa tới chờ gặp sư cũng đưa cái bản đồ cũng dạy mình học đã đời, thay dùm đen bản đồ về mình liền làm kim với nam, nếu mình đi thì đi tới nơi đi chốn mình không à không làm, mình trải bản đồ rồi mình đi trên bản đồ đó làm sao tới mục tiêu được. Thành ra có những cái hành động mà nó không có phù hợp với ca lá đề xài vậy đó, tức là ngoài thời thế vậy đó, thành ra mới đưa chúng sanh từng khổ này tới khổ khác là vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thứ sao thứ dạ, kiếm giờ người tự không à, thì nè, nói về cũng đề mà biết không biết, con nghĩ chắc mấy mấy vị rồi ông tuyên bố vậy, tức là nhiều chắc không biết về vấn đề mà nhân quả đâu, nhưng mà người ta nói rồi, những người mà không biết thì không sao. À, giống như lửa, như nói như lửa thì giống người người mà biết thì bốc vô lửa thì ta ít nóng hơn người không biết, còn cái người mà không biết mà phạm thì coi như là không có tội,
Thì hai vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích, chắc cái này cũng câu cuối cùng luôn, hết giờ thỉnh sư giải thích qua nghị ạ. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị, biết hay không biết gì nó đủ chi mà làm tròn đủ cái điều mà tạo nghiệp thì nó vẫn trổ quả như thường, dầu rằng biết hay không biết. Nhưng mà có nhiều chỗ nói mình biết thì nó đỡ hơn là đó, đó là một số vấn đề mà nghĩa là nó liên quan tới vật chất thì mình có thể mình biết thì mình né tránh một số cái lỗ hổng được đó, đối với lực đời tây với lực đạo thì không có ha. Bởi vì có những cái chuyện mà nó ngoài nói với mình, giờ mình ra đường mình thấy cái ông đó đó, ông rất là xấu xa, ông có thể là ông ăn mày khổ rách áo ôm, nhưng mà ai biết ông là bậc thánh hay không. Bởi vì bậc thánh mà trong tiền kiếp làm bậy thì kiếp này thành thánh vẫn có đói như thường, vẫn đi ăn mày như thường, vẫn đi ăn xin như thường đó. Thành ra mình không biết rồi mình đụng vô mấy ông đó mình có chết không, thấy không? Nhưng mà khi mình biết mình đụng vô mình có chết không, chết giống nhau. Nếu ông đó là thánh bậc thánh tứ quả là chết giống nhau đó, chứ đừng nói là biết hay không biết vậy đó. Cái quan trọng là nếu cái việc đó mà làm cái việc mình làm với cái tâm bất thiện thì không nên làm bất cứ trường hợp nào. Còn nếu mà làm để cho cái thiện pháp nó được tiến triển, được phát sanh thì bằng mọi giá cũng nên làm đó. Thành ra khi mà tri túc là tri túc trong ác pháp chứ không nên tri túc trong thiện pháp. Ác pháp dòng làm nhỏ thì nó mình cũng biết là mình đã làm nhiều quá rồi, bao nhiêu tăng kỳ kiếp của đời sống làm quá nhiều rồi nhất định không làm nữa, tức là tri túc trong ác pháp. Còn thiện mình cứ nghĩ thôi mình có quá nhiều rồi mình không còn làm, hay là quá đủ rồi, kiếp này từng nào cũng đi chùa cũng ấy, năm nào cũng đi dự lễ nghi là đủ, tri túc thì là chết, vẫn chết như thường. Thành ra tri túc rồi phải tri túc trong cái pháp mà cần phải tránh, chứ không nên trong tri túc trong pháp cần phải làm càng nhiều càng tốt. Thành ra đó những cái mình nên hiểu để mình biết rằng cái cuộc sống mình nó có nhiều cái đó, mình cứ nghĩ là nó theo đời nhiều quá, mà nó theo đời nhiều khi nó mình nghĩ không tới, chứ không phải là nó ghét mình đi theo đời, hay là mình không nghĩ theo nó ghét mình, không phải, mà mình nghĩ không mà tới những cái trường hợp đó. Thành ra gặp những cái gì mà cái bậc mà thứ mà giới hạnh trang nghiêm trong sạch này kim sùm đó, mình đụng vô là chỉ tới chết tới bị thương thôi, thấy không? Mà ngay cả cái bậc mà không phải là giới hạnh cao đấy rồi kia ăn mày ăn đồ mà là phàm nhân tới 100 năm đó mình đụng vô, nhiều khi nó vẫn nguy hiểm cho mình chứ không phải là không nguy hiểm, vẫn có hại cho mình. Thành ra cái gì mà thuộc về ác pháp thì nên tri túc hoặc là không nên làm, cái gì thuộc về thiện pháp nên làm và không nên tri túc. Nam mô Bụt Thầy ạ. À, sa thứ à, kính đường thượng tọa lưu tâm à, con câu hỏi này, xin cung thỉnh sự quan hệ giải thích câu chắc này câu chót à, dạ, cung thỉnh sư à. Mời mời trường đạo lên đọc ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của La Vi. Cố ý thờ ơ vô cảm trước cái ác gián tiếp làm cho điều ác tăng trưởng trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến nhiều người khác thì bị quả báo như thế nào thưa sư? Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, nghiệp quả bất khả tư nghị, hỏi như thế nào thì chúng tôi cũng không biết được đâu, nhưng mà chắc chắn một điều đó, ở đời cũng có câu là im lặng trước các việc ác, tức là đồng lõa với việc ác đó, tức là mình phải cộng nghiệp tới cái việc ác đó chứ mình không thể nào tránh khỏi đó. Mà cái việc ác đó nhiều hay ít là tùy theo cái việc làm của những người liên hệ đó. Những người liên hệ họ làm xấu mình biết mà mình không lên tiếng, mình biết mình không có cái tìm mọi cách để mình cho người khác là biết cái đó là không tốt hay xấu vậy đó, thì nếu cái quả nó càng càng lớn thì mình cũng lãnh
cao quả tương đương như những người trong cuộc. Còn nếu hậu quả ít thì mình cũng phải bị đau khổ chứ không thể nào tránh khỏi được. Thành ra có những người mình nhìn thấy, mình không nhìn thấy trong cái điều kiện gì đó, ví dụ như biểu tình giống như ở mấy cái nước mà chính phủ độc tài đó, mình ở ngoài này rồi có khi mình có cảm tình, có khi mình không có cảm tình chính phủ, có khi mình có cảm tình những người đó, thì những cái việc đó đó mình nếu biết thật sự thì mình nên có thái độ, còn nếu mà không biết thì nên lánh xa, chứ không bao giờ mà biết rồi cũng nín, có thể càng được mà không càng thì cái đó cái hậu quả nó mới là đau khổ thêm mà thôi. Nam mô Bổn Thầy Giá, kính bạch chư Thông Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo phát sinh do sự pháp tội trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để các chư Tông Hiền Giả cùng cần sinh nam một sư nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt ác ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sẵn Khai Giá, nam mô Ranata Giá Xạ. Hình như là có ngày trong này phải không? Hình là chúng tôi khỏi phút chút ha. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ sa thú, sa thú con kính tri ân ngài. Hình như là ngài Trí Đức đã rời room ạ. Dạ thưa con kính thỉnh ngài phúc chúc cho đạo tràng ạ. Dạ kính tri ân ngài trước. Rồi, dẫn thấy cái nick của ngài đây mà. Phava tu sập bà mừng khả lăng rắc hẳn tu sập bà đê quá ta. Sập bà bút thà nú phà vê ná sà đà sò thi phà văn tu tê. Phava tu sập bà mừng khả lăng rắc hẳn tu sập bà đê quá ta. Sập bà thăm mà nú phà vê ná sà đà sò thi phà văn tu tê. Phava tu sập bà mừng khả lăng rắc hẳn tu sập bà đê quá ta. Sập bà sẵn khà nú phà vê ná sà đà sò thi phà văn tu tê. Nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ sa thúc con tri ân nhiều, tri ân ngài rất nhiều. Dạ kinh hôm nay kính cảm ơn huynh Mi Lan Đá đã vào đạo tràng để giúp cho đạo tràng có những ý kiến rất là hay. Dạ để đạo tràng được học hỏi thêm. Con xin tụng bài kinh hồi hướng chư thiên ạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hệ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo căn bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Biến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ màu siêu sanh. Và kính chúc đạo tràng một cái cuối tuần được nhiều an vui và nhiều sức khỏe. Và ngày an lành và đêm an lành. Kính chúc tất cả quý anh chị một năm mới được an khang thịnh vượng, ý như vạn sự. Và